lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 504, cậu ta đã chết rồi. Lâu Doanh đưa Vạn Nhất về khách sạn trước, hai người bọn họ vừa mới quay lại không lâu sau, cô ấy đã nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh. Bạch Phi Minh cũng đã quay về rồi. Lâu Doanh mở cửa, dựa vào cửa và hỏi, Phi Minh, đã chọn được chưa? Không có, Bạch Phi Minh mặt không chút biểu cảm đáp vỏn vẹn hai chữ. Lâu Doanh nói, Phi Minh, cậu ăn mặc thành như con trai thế này, mình đoán chừng ngay cả Nguyệt Lão cũng mơ hồ, không biết rốt cuộc nên xe duyên cho cậu với nam hay là với nữ. Miệng của Lâu Doanh thực sự đã được kích hoạt, cô ấy còn chưa nói xong, Bạch Phi Minh đã đóng sầm cửa lại. Lâu Doanh ngạc nhiên và lẩm bẩm, tức giận như vậy à? Hiếm thấy lắm nhé. Cô ấy rất hiểm khi nhìn thấy Bạch Phi Minh tức giận. Lâu Doanh nhìn sang bên cạnh, Lục Cận Phong và Tô Yên vẫn chưa về, đã gần 10 giờ tối rồi. Lâu Doanh ngáp một cái, đi ngủ. Cửa vừa đóng lại, Lâu Doanh đang chuẩn bị nằm xuống giường đi ngủ, Vạn Nhất ngậm ti sữa ngồi xổm bên giường, chị ơi, em muốn ngủ với chị. Ngủ trên giường của em đi. Lâu Doanh trùm chăn, thậm chí còn không hề mở mí mắt. Đây là một phòng giường đôi, giường của Vạn Nhất ở bên cạnh. Vạn Nhất bĩu môi nói, đại ca nói chúng ta là vợ chồng, phải ngủ chung giường thì mới có thể sinh ra em bé được. Nói xong, Vạn Nhất định nhào lên giường. Đừng có mà gài người ta như vậy. Nghe vậy, Lâu Doanh mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, đẩy Vạn Nhất xuống, ngủ giường của em đi, em có nghe lời đại ca hay là nghe lời chị? Nếu em không nghe lời thì đi ra bên ngoài đi ngủ. Vạn Nhất lần này lại bướng bỉnh, lắc đầu, không, em muốn ngủ cùng với chị. Muốn sinh ra em bé. Lâu Doanh ôm trán, muốn em bé đúng không? Được rồi, cho em. Lâu Doanh tiện tay nhét một con búp bê vải cho Vạn Nhất. Vạn Nhất nhìn chằm chằm vào con búp bê vải, ấm ức lắc đầu không chịu nhận. Không muốn đúng không? Vậy chị ném đi đấy nhé. Lâu Doanh giả vờ ném nó đi, nhưng Vạn Nhất cũng không hề có phản ứng, cô ấy thật sự ném nó lên ghế sofa bên cạnh. Vạn Nhất liếc nhìn con búp bê vải, không hiểu sao anh ta tức tối bước tới. Ôm con búp bê vải lên, đi đến giường bên cạnh, quay lưng về phía Lâu Doanh, quấn chăn rồi nằm xuống, bộ dạng như thể không thèm nói chuyện với Lâu Doanh nữa. Ồ, tính khí càng ngày càng dữ nhỉ. Lâu Doanh cảm thấy mới mẻ nên trêu chọc Vạn Nhất, đừng tức giận không đáng yêu một chút nào. Vạn Nhất vẫn quay lưng lại với Lâu Doanh, phớt lờ cô ấy. Một lúc sau, Lâu Doanh nghe thấy tiếng thở đều đều của Vạn Nhất, đã ngủ rồi. Lâu Doanh lại đột nhiên mất ngủ. Cô ấy ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vạn Nhất, tự nhủ, gà luộc, tôi chỉ còn lại hơn 2 tháng nữa thôi, anh bởi vì tôi mà trở thành bộ dạng này, những chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là ở bên cạnh anh thêm 2 tháng nữa, đến khi tôi chết đi rồi, liệu anh có quên tôi không? Lâu Doanh cười nói, có quên hay không cũng không quan trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao lúc đó tôi cũng không biết, gà luộc, thật ra... Tôi cũng khá vui khi được gặp anh. Không hối hận vì đã gặp gỡ. Đây là lần đầu tiên Lâu Doanh cảm tính đến vậy, bây giờ cô ấy rõ ràng là đang phải đếm từng ngày, quay một ngày, sẽ ít hơn một ngày. Cuộc sống đã bước vào thời kỳ đếm ngược. Bỗng nhiên Lâu Doanh lại thấy bụng dưới rất đau, cô ấy nghiến răng chịu đựng, thực sự không thể chịu được nữa nên uống thuốc giảm đau. Tô Yên và Lục Cận Phong vẫn chưa về. Tô Yên lấy cớ đi vệ sinh. Một mình đi vòng qua đá nhân duyên, không biết vì sao cô lại cảm thấy trái tim cứ lo lắng, lời nói của ông cụ đó từ đầu đến cuối đều khiến lòng người ta vướng mắc. Khách du lịch dần tản ra, ông cụ thu dọn gian hàng chuẩn bị đi về. Ông cụ, Tô Yên bước tới, gọi ông cụ lại. Ông cụ nhìn thấy chính là Tô Yên vừa mới chọn chúng sợi dây đỏ, liền nở nụ cười nhân hậu, ánh mắt lại như nhìn thấu tất cả, cô gái, nếu dây đỏ mà bị đứt, thì sẽ như gương vỡ khó lành, không cần phải cưỡng cầu. Tô Yên không tin, tình cảm của tôi với chồng rất tốt. Dây đỏ đứt thì nhất định là có nguyên nhân gì khác. Tôi không có mê tín đâu. Vậy tại sao cô lại vẫn tới tìm một ông cụ như tôi? Ngôn tình hài. Tô Yên bị hỏi đến mức không nói nên lời, ông cụ mỉm cười, thu dọn gian hàng rồi rời đi. Tô Yên liếc nhìn sợi chỉ đỏ quấn quanh viên đá nhân duyên, nhíu mày, lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô Tô. Tô Yên ngẩng đầu, có hơi sửng sốt, sao lại là anh? Người trước mặt cô chính là người đàn ông đã đi theo cô trước đây. Đã đi theo đến thành cổ luôn rồi à?
ban nãy khi cô nhìn thấy bóng người quen thuộc cũng chính là người trước mặt. Cô Tô, cô đừng sợ, tôi tên là Từ Như Phúc, tôi chỉ muốn hỏi thăm cô về một người. Từ Như Phúc trông ngay thẳng và cũng rất thành thật. Anh đã đi theo tôi suốt từ đế đô đến đây chính là vì muốn hỏi thăm một người sao? Tô Yên tìm kiếm trong đầu, cô thật sự không biết người đàn ông trước mặt. Từ Như Phúc gật đầu, hỏi cô có biết một người tên là La Hiện Đình không? Đây là ảnh của cậu ấy. Từ Như Phúc đưa bức ảnh cho Tô Yên. Khi cô nghe thấy ba chữ La Hiện Đình, trong lòng Tô Yên liền đập thình thịch. Một La Hiện Đình trông còn xinh đẹp hơn một người phụ nữ tất nhiên là cô vẫn còn nhớ, vào đêm trước khi La Hiện Đình chết, cô còn nhìn thấy La Hiện Đình lén lén lút lút lẻn vào tòa nhà nơi Tô Duy ở. Mọi người nói rằng La Hiện Đình là vì muốn giết Tô Duy nên mới xảy ra chuyện. Từ Như Phúc quan sát mọi vẻ mặt của Tô Yên và hỏi, cô Tô, cô đã gặp cậu ấy bao giờ chưa? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Tô Yên bình tĩnh lại, rồi hỏi, người trong bức ảnh này là gì của anh? Cậu ấy là em trai của tôi. Một người họ La, một người họ Từ, chắc không phải là anh em ruột thịt. Trong lòng Tô Yên do dự, cô quả thật là biết rõ tung tích của La Hiện Đình. Cậu ta đã chết rồi, nhưng chẳng lẽ cô phải nói với người đàn ông trước mặt là có thể Tô Duy đã giết La Hiện Đình mất rồi. Cô Tô, Từ Như Phúc gọi hai lần. Tô Yên trả lại bức ảnh cho anh ta, làm sao anh lại tìm đến tôi? Từ Như Phúc lấy ra một bức ảnh khác, đó là Tô Yên và Lục Cận Phong, nói chính xác thì đó là hình dáng sau khi cải trang của Lục Cận Phong. Trong ảnh, cô được Tô Duy đưa trở lại trụ sở chính của Thiên Lang và gặp Lục Cận Phong lần đầu tiên tại trụ sở. Tô Yên nhớ rõ lúc đó La Hiện Đình có đến tìm, nhưng là không biết La Hiện Đình lại lén lút chụp ảnh, mục đích chụp ảnh lại là gì. Từ Như Phúc nói, sau khi em trai tôi gửi cho tôi bức ảnh này, tôi không thể liên lạc được với em ấy nữa. Tôi nghĩ chắc là cô Tô biết em trai tôi đang ở đâu. Để lấy lòng tin của Tô Yên, Từ Như Phúc lấy danh thiếp ra, đây là danh thiếp của tôi. Như vậy thì cô yên tâm rồi chứ, tôi không phải người xấu, cũng không có ý đồ gì khác. CEO của tập đoàn Từ Trịnh, công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất Phú Uôn. Một người là CEO của một công ty lớn, một người là La Hiện Đình xinh đẹp nhưng lại gia nhập vào tổ chức Thiên Lang, hai người này làm sao có thể có qua lại với nhau được. Từ Như Phúc lại hỏi, cô Tô, nếu cô biết tung tích của em trai tôi, mong cô nói cho tôi biết. Từ Như Phúc sẽ hầu tạ. Tôi có gặp cậu ta. Cậu ta đã chết rồi. Câu này là Lục Cận Phong nói. Lục Cận Phong không biết từ lúc nào đã đi tới, không hề biết huyền chuyển mà lặp lại câu nói đó một lần nữa, cậu ta đã chết rồi. Sắc mặt Từ Như Phúc thay đổi cực lớn, em trai tôi chết như thế nào? Chương 505, giận dỗi bỏ nhà đi. La Hiện Đình bị chết đuối, chết ở trụ sở chính của Thiên Lang, dùng ngón chân để nghĩ, cũng sẽ biết có liên quan đến Tô Duy. Tô Yên và Tô Duy đã lại có quan hệ như vậy, Lục Cận Phong nhất thời cũng đã gặp khó khăn. Tô Yên liếc Lục Cận Phong, trong lòng cũng bối rối, cô dành nói với Từ Như Phúc trước Lục Cận Phong, có thể là em trai tôi hại chết em trai anh. Tô Duy đã làm những chuyện độc ác điên rồ như vậy không chỉ một lần, cô cũng không thể che đậy thêm được nữa. Tô Yên cũng rất rõ khi nói ra hậu quả sẽ như thế nào, nó sẽ mang đến tai họa gì cho Tô Duy. Nhưng cô cũng không thể vì Tô Duy là em trai của mình mà tiếp tục dung túng cho cậu ta thêm nữa. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Tô Duy, nói không chừng cậu ta sẽ làm ra những khác nữa. Nếu La Hiện Đình thực sự bị Tô Duy giết chết, thì Tô Duy nên phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng. Nghe tin La Hiện Đình chết dưới tay em trai Tô Yên, Từ Như Phúc xúc động quá mức, em trai của cô đâu? Tại sao cậu ta lại giết chết em trai của tôi? Nếu như cô đã biết rồi thì tại sao lại che đậy? Cô Tô, cô như vậy cũng không khác gì kẻ sát nhân. Lục Cận Phong đứng bảo vệ trước mặt Tô Yên, giọng nói lạnh lùng, xem ra anh Từ chưa từng thấy một sát nhân thực sự. Ý anh là gì? Từ Như Phúc không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong ôm Tô Yên, nhẹ giọng nói, vợ chồng chúng tôi chỉ có thể nói bao nhiêu đó thôi. Tiếp theo nên làm thế nào, phải làm gì, không liên quan đến vợ chồng chúng tôi. Bỏ lại câu nói này. Lục Cận Phong đưa Tô Yên rời đi. Đứng lại. Từ Như Phúc ra tay ngăn anh lại. Lục Cận Phong cơ thể nhanh nhẹn, hai người đã động tay với nhau, nhưng sau một vài chiêu, Từ Như Phúc bị buộc phải rút lui. Lục Cận Phong đã được huấn luyện, vậy Từ Như Phúc làm gì có thể là đối thủ của anh được? Thay vì lãng phí thời gian và công sức với vợ chồng chúng tôi,
chi bằng anh tiêu hao tinh lực của mình vào việc đi tìm kẻ thù. Lục Cận Phong không có tình cảm với Tô Duy, nếu không phải Tô Yên, anh đã tự mình ra tay rồi. Tô Yên cũng biết rõ giới hạn của Lục Cận Phong, không trực tiếp ra tay với Tô Duy đã là sự khoan dung lớn nhất của anh rồi. Còn chuyện người khác có tìm Tô Duy để trả thù thì anh không thể quản nổi. Lục Cận Phong đưa Tô Yên rời đi, Từ Như Phúc cũng không đuổi theo nữa. Lương Nghi đi tới, nói, người anh em, cậu không sao chứ, tại sao cậu lại gây chuyện với Lục Cận Phong ở Đế Đô? Đây không phải đang tự mình chuốc lấy phiền phức sao? Hai người cũng không có thù hận sâu sắc gì. Từ Như Phúc lạnh lùng nhíu mày, em trai của vợ anh ta đã giết chết Hiện Đình rồi. Em trai của vợ anh ta? Lương Nghi lướt qua quan hệ, rồi nói, vậy đó không phải là em rể của anh ta sao? Chấm chấm chấm. Trên đường trở về khách sạn, Tô Yên không nói gì, cũng thầm chấp nhận cách làm của Lục Cận Phong. Đại nghĩa diệt thân. Tô Duy đã, không còn đường cứu nữa rồi. Trở về khách sạn, Tô Yên do dự nói, Lục Cận Phong, anh sai người mang Tiểu Duy trở về đi. Thay vì để một ngày nào đó nó sẽ chết trong tay người khác, chỉ bằng anh tự mình ra tay. Tiểu Duy nhất định phải cho Lâu Doanh một lời giải thích. Tô Yên phải quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra những lời này. Bên phía Sa Thành nghị chưa chắn đã thành công, bên phía Tô Duy cho dù thật sự có thuốc hay không, cũng đều phải thử. Đôi mắt của Lục Cận Phong hơi lóe lên, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói một chữ, được. Ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu vào sân khách sạn. Lâu Doanh cảm thấy toàn thân nặng trĩu, cô ấy vùng vẫy lắm mới có thể tỉnh lại được. Cô ấy biết rất rõ rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, cô ấy không thể chết một cách oan uổng và thảm hại như vậy được. Gà luộc. Đầu óc Lâu Doanh có chút mơ hồ, cô ấy ngồi trên giường gõ đầu, gọi vài tiếng, nhưng trong phòng không có tiếng đáp lại, cô ấy quay đầu nhìn thì thấy trên giường bên cạnh không có ai, căn phòng cũng trống rỗng. Vạn nhất không có trong phòng. Gà luộc. Lâu Doanh bỗng nhiên hoảng sợ, mở cửa đi tìm thì tình cờ gặp chủ khách sạn. Chủ khách sạn nói, sáng sớm tôi thấy anh ấy đi ra ngoài rồi, đi về phía con suối kia. Lại quậy cái gì nữa đây? Lâu Doanh vừa tức giận vừa lo lắng, vội vàng đi tìm anh ta. Trên đường đi, cô ấy nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Hình như có người chết đuối bên dòng suối. Tôi cũng nghe nói, thật là đáng tiếc, nghe nói rằng người đàn ông đó trông đẹp trai lắm. Nghe phong phanh hình như là một vụ mưu sát, bị người ta sát hại chứ không phải là chết đuối đây. Càng nghe, trái tim Lâu Doanh trở nên lạnh hơn, cô vội vã chạy đến dòng suối. Trong khách sạn, Tô Yên và Lục Cận Phong cũng đã thức dậy và đang đi tìm Bạch Phi Minh và Lâu Doanh để ăn sáng thì Lục Cận Phong nhận được một cuộc gọi. Hạ Vũ gọi đến. Đại ca, Hứa Nguyên, à không, là Tần Nhã Hân, đã chạy mất rồi. Chương 506, lấy mạng đổi mạng. Khi Hạ Vũ đi vào nhà vệ sinh, Tần Nhã Hân đã biến mất. Sắc mặt Lục Cận Phong trầm xuống, cậu mình thu dọn đồ đạc rồi cút tới Châu Phi đi. Vâng, đại ca, Hạ Vũ không dám phản bác, lần này là do anh ta đã thất trách. Lục Cận Phong lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Phùng. Tô Yên biết Tần Nhã Hân không có ở Đế Đô, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Tô Yên đi tìm Lâu Doanh ở phòng bên cạnh, nhưng không có ai ở trong phòng, cô phát hiện khăn giấy dính máu trong thùng rác. Có lẽ nào tình trạng cơ thể của Lâu Doanh đang ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Tô Yên đang định đi ra ngoài tìm người thì Bạch Phi Minh cũng tới. Tô Yên, Lâu Doanh không có ở đây sao? Ừm, cả hai đều không ở đây. Chấm chấm chấm. Lâu Doanh đến bên bờ suối, bởi vì đã xảy ra một vụ án mạng nên cảnh sát cũng đã đến và phong tỏa hiện trường. Lâu Doanh bất chấp sự ngăn cản mà đi vào xem thử, người chết không phải là Vạn Nhất, lúc đó cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu Doanh tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy Vạn Nhất trong một con hẻm, anh ta đang bị một đám trẻ khoảng 10 tuổi đánh đập. Đừng giành em bé của tôi, đừng giành. Thật sự là một kẻ ngốc, đồ ngốc. Đám trẻ cười đùa, chế nhạo, bắt nạt Vạn Nhất và giành đồ của anh ta. Nó chỉ là một con búp bê rách mà thôi, một kẻ ngốc keo kiệt như vậy, mau đưa con búp bê cho tụi tôi, nếu không tụi tôi sẽ đánh anh thêm một trận nữa đấy. Không đưa, Vạn Nhất lắc đầu. Sống chết bảo vệ con búp bê. Đánh anh ta cho tôi, đồ ngốc. Vạn Nhất không đánh lại, anh ta ngồi xổm trên mặt đất và để mặc cho bọn trẻ đánh mình, chỉ biết bảo vệ con búp bê trong lòng của mình. Khi Lâu Doanh nhìn thấy cảnh tượng này cô ấy đã rất tức giận. Đám trẻ danh ở đâu tới thế, mau cút ngay cho chị đây, mấy người bắt nạt anh ta nữa thử xem.
Lâu Doanh cầm một cây gỗ đi tới, cho dù trong lòng tức giận đến mấy cũng không thật sự ra tay với bọn trẻ đó, chỉ dọa chúng sợ hãi mà thôi. Đám trẻ thấy thế liền tránh ra, nhưng bọn chúng không thực sự rời đi. Một đứa trẻ nam khá lớn tuổi trong đó nói đùa, tên ngốc, đây là vợ của anh à. Thật là xấu hổ, một người lớn như vậy, mà phải đợi vợ đến bảo vệ. Những đứa trẻ khác nghịch ngợm cũng la ó theo. Đúng vậy, lêu lêu lêu, không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi còn đợi vợ tới giúp, chúng ta đừng có chơi với cái tên ngốc này. Vạn Nhất không thể hiểu hết ý tứ của những lời đó, nhưng cũng biết những người này đang cười nhạo mình, anh ta lo lắng, ngốc nghếch giải thích, không xấu hổ, không xấu hổ, đây không phải là vợ, mà là chị gái. Lâu Doanh nghe xong câu này, trong lòng cô ấy liền tức giận, rõ ràng biết Vạn Nhất là đồ ngốc, không hiểu vợ là gì, nhưng cô ấy vẫn để tâm đến câu nói không phải vợ, mà là chị gái. Lâu Doanh lại giả vờ hung dữ để dọa bọn trẻ, còn không đi đúng không, nếu không đi tôi sẽ ra tay thật đấy. Một kẻ ngốc cưới một người phụ nữ hung dữ. Bọn trẻ quăng lại câu này rồi cười đùa bỏ chạy. Lâu Doanh vứt thanh gỗ trong tay đi, đi đến bên cạnh Vạn Nhất mặt lạnh lùng, gà luộc, ai cho phép em chạy ra ngoài, em sắp chọc giận chị rồi, chị nói cho em biết, nếu em còn không vâng lời chị sẽ không cần em nữa. Thường thì Lâu Doanh hay dùng câu này để dọa Vạn Nhất, nhưng lần này lại không có tác dụng. Vạn Nhất vòng tay ôm con búp bê, hứ một tiếng và giận dữ nói, em cũng không cần chị nữa. Sau đó, như một đứa trẻ 3 tuổi, giận dỗi bỏ đi. Lâu Doanh tức giận đến phát điên lên, gà luộc, em to gan quá nhỉ, dám hằng học với chị. Lâu Doanh vừa nói xong câu này thì thấy trước mắt mình choáng váng, cô ấy nhanh chóng chống vào bức tường bên cạnh. Lâu Doanh lắc đầu, nhưng vẫn không thể chống cự được nữa, phịch một tiếng rồi ngất xuống đất. Tô Yên và Bạch Phi Minh tình cờ đến nơi, nhìn thấy Lâu Doanh ngã xuống, bọn họ đều sững sờ. Lâu Doanh! Lâu Doanh! Hai người chạy tới, Vạn Nhất quay lại, nhìn thấy Lâu Doanh nằm trên mặt đất, không còn cần búp bê nữa, sợ đến phát khóc, co chân chạy tới, chị ơi, chị sao vậy, chị đừng chết mà. Bạch Phi Minh kéo Vạn Nhất ra, Tô Yên, đỡ giúp tôi với, tôi sẽ cõng cậu ấy. Không có bệnh viện lớn trong thành cổ, vì vậy bọn họ chỉ có thể đưa cô ấy đến phòng khám gần nhất. Hai người đưa Lâu Doanh đến phòng khám, dọc đường đi, Vạn Nhất không ngừng khóc, anh ta thực sự rất sợ hãi, nghĩ rằng Lâu Doanh đã bị mình chọc tức. Lục Cận Phong cũng đến, bác sĩ phòng khám đã kiểm tra sơ bộ Lâu Doanh và nói, không có gì nghiêm trọng, chắc là do say nắng. Nhóm người Tô Yên trong lòng đều biết không phải là do say nắng, nhưng điều kiện của phòng khám có hạn, cũng không mong đợi có thể tìm ra nguyên nhân. Chỉ cần tạm thời Lâu Doanh không gặp nguy đến tính mạng là được. Bác sĩ tại phòng khám cho Lâu Doanh uống nước đường, không lâu sau, Lâu Doanh tỉnh lại, nhưng cô ấy vẫn rất yếu, toàn thân không còn chút sức lực. Chị ơi, em sai rồi, em không nên làm chị tức giận, chị đừng chết mà. Vạn Nhất gào khóc lớn. Lâu Doanh xoa xoa thái dương, đừng gào nữa, chị vẫn chưa chết. Tô Yên quan tâm hỏi, Lâu Doanh, em còn khó chịu nào khác không? Em cảm thấy thế nào rồi? Có chút chóng mặt, hoa mắt, Lâu Doanh sờ sờ bụng, cười nói, em đói rồi. Bạch Phi Minh nói, mình sẽ đi mua đồ ăn cho cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tô Yên thực sự lo lắng cho tình hình của Lâu Doanh. Chồng à, anh đưa Vạn Nhất ra ngoài ăn chút gì trước đi. Tô Yên cố ý để Vạn Nhất đi. Lục Cận Phong hiểu ý cô, dẫn Vạn Nhất đi, đi, chúng ta đi ăn sáng. Không, tôi muốn chị. Lục Cận Phong làm sao có thể để cho Vạn Nhất không đi, nên đã thẳng tay xách anh ta ra ngoài. Người vừa đi, Tô Yên đã hỏi, Lâu Doanh, nói thật cho chị biết, cơ thể của em bây giờ như thế nào? Máu trong phòng là của em đúng không? Em không thể giấu giếm, nhất định phải nói ra sự thật, như vậy Sa Thành Nghị mới có thể nắm chắc tình trạng của em bất cứ lúc nào. Có chảy chút máu mũi, chị à, chị đừng lo lắng quá, em sẽ không chết đâu. Lâu Doanh thờ ơ nói, cô đây cũng đã ở thế giới này hơn 20 năm rồi, đã chơi cũng kha khá rồi, cho dù có đối mặt với cái chết, cô đây cũng sẽ không sợ đâu. Tâm thế của Lâu Doanh rất tốt. Chính tâm lý thờ ơ này càng khiến trong lòng Tô Yên cảm thấy khó chịu. Tô Yên nắm tay Lâu Doanh, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, lúc trước em gặp Tô Duy, nó có nói mình có thuốc giải không? Virus là do nó tiêm vào người em, nhất định nó phải có thuốc giải, nó có nói gì không? Lâu Doanh nhớ ra lời Tô Duy nói, nếu muốn sống thì phải giết Lục Cận Phong. Lâu Doanh chắc chắn sẽ không làm chuyện này, mặc dù cô ấy làm người cũng không có tiết tháo gì,
nhưng cô ấy vẫn có giới hạn đạo đức. Không có, nó chỉ muốn em chết chung với người đó thôi, làm gì có thuốc giải. Chị đừng lo lắng vì chuyện của em nữa, cô đây lần này gặp xui xẻo, em chấp nhận, cũng không có gì to tát. 18 năm sau, cô đây lại sẽ là một nữ trung hào kiệt số 1. Tô Yên không ngốc, cô hiểu rõ Tô Duy, cũng biết Tô Duy hận Lục Cận Phong đến mức nào. Tô Duy chắc chắn là đã đưa ra điều khoản gì với Lâu Doanh, nếu cô đoán đúng, chắc là muốn lấy mạng đổi mạng. Lâu Doanh không nói gì, Tô Yên cũng không vạch trần. Nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi rót cho em cốc nước. Tô Yên ra ngoài, gọi Sa Thành Nghị và giải thích chi tiết tình hình của Lâu Doanh. Sa Thành Nghị nói, có chút gian nan, thời gian còn ngắn hơn so với tôi dự kiến một chút. Với tình hình hiện tại của cô ấy, có thể chống đỡ một tháng đã là kỳ tích rồi, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tô Yên nghe vậy liền trở nên lo lắng, vậy anh mau nghĩ cách đi, việc nghiên cứu thuốc của anh đã làm đến đâu rồi? Thất bại 3 lần rồi, đang tiến hành thí nghiệm lần thứ 4. Chị dâu, không phải là tôi không nghĩ cách, mà là thời gian quá cấp bách, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Sa Thành Nghị không dám nói quá chắc chắn, để tránh khiến đối phương quá thất vọng. Tô Yên hít sâu một hơi, hỏi, virus trong cơ thể Lâu Doanh có lây nhiễm không? Virus vốn dĩ đều có tính lây nhiễm, nhưng cách lây nhiễm lại khác nhau. Sa Thành Nghị chợt ý thức ra điều gì đó, thần kinh căng cứng, chị dâu, chị muốn làm gì? Chương 507, tia lương thiện cuối cùng của Tô Duy. Tô Yên nhìn về phía xa và nói, tiểu Duy lớn lên cùng tôi. Tình cảm cùng không giống nhau. Nếu tôi cũng mắc cùng một loại virus với Lâu Doanh, có thể cậu ta sẽ lấy thuốc đến để điều trị cho tôi. Đây là cách nhanh nhất mà cô có thể nghĩ ra để lấy thuốc giải. Sa Thành Nghị nghe vậy lập tức phản bác, chị dâu, đây không phải chuyện nhỏ, có thể chị sẽ chết. Tô Duy hiện tại không còn là Tô Duy trước đây nữa. Chuyện này Lục Cận Phong nhất định sẽ không đồng ý đâu. Cho nên chuyện này chỉ có anh và tôi biết, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Tô Yên kiên quyết nói, anh Sa, tôi không thể biết rõ rằng có cách để cứu Lâu Doanh nhưng lại dương mắt nhìn em ấy chết, tôi không thể thờ ơ được. Cô chờ thêm một chút, tôi sẽ sớm chế ra thuốc giải. Lâu Doanh không thể đợi được nữa. Tô Yên nghiêm túc và chân thành nói, anh Sa, tính mạng của tôi và Lâu Doanh đều nằm trong tay anh. Sa Thành Nghị bất lực, chị dâu, chị, hai. Anh cứ xem như không biết là được. Tô Yên nói, hãy nói cho tôi biết virus trong cơ thể Lâu Doanh lây truyền như thế nào. Sa Thành Nghị đã đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi mới nói cho Tô Yên biết cách thức lây nhiễm. Tình trạng thể chất của Lâu Doanh ngày càng trở nên tồi tệ, sau khi từ phòng khám trở về, toàn thân cô ấy dường như mất hết sức lực, nằm trên giường không thể ngồi dậy nổi, sau đó cô ấy bắt đầu sốt cao. Bạch Phi Minh lo lắng, tôi đi tìm Tô Duy. Phi Minh, Tô Yên ngăn cô ta lại, kẻ thù ở trong bóng tối. Còn chúng ta ở ngoài ánh sáng. Thay vì tìm kiếm không có mục đích, chúng ta chi bằng đợi cậu ta tự tới tận nơi. Bạch Phi Minh nhíu mày, chờ Tô Duy tới tận nơi. Tô Yên gật đầu, tôi. Còn chưa kịp nói xong câu này, trước mắt Tô Yên đột nhiên tối sầm, khuỵu người xuống. Tô Yên, Bạch Phi Minh lo lắng. Lục Cận Phong từ bên ngoài nghe thấy âm thanh liền bước vào, nhìn thấy Tô Yên ngất đi, cả người lập tức hoảng hốt, trái tim cũng xoắn suýt lại hết. Yên Yên, Lục Cận Phong lập tức bóp nhân chung cho Tô Yên, bế đến giường bên cạnh nằm xuống. Tô Yên nhanh chóng tỉnh táo lại, cười nói, đừng lo lắng, có thể là do em quá mệt mỏi mà thôi. Anh đưa em đi bệnh viện, Lục Cận Phong không dám lơ là. Không cần, em không sao, trạng thái tinh thần của Tô Yên quả nhiên là đã tốt trở lại rồi. Bây giờ mà quay về đế đô cũng sẽ rất vất vả, Lục Cận Phong trực tiếp đưa Tô Yên và Lâu Doanh đến bệnh viện ở khu thành thị gần đó. Lâu Doanh sốt cao mãi không hạ, Tô Yên cũng không phát hiện ra có gì không ổn, nghe xong lời bác sĩ, Lục Cận Phong đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc đầu cũng không thể kiểm tra ra Lâu Doanh có vấn đề gì. Lục Cận Phong nhận kết quả kiểm tra, trở lại phòng bệnh, nhìn Tô Yên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng anh giống như có một tảng đá lớn đang đè lên đó, hít thở không nổi. Tô Yên nghe thấy giọng nói, chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn Lục Cận Phong, đứng ngây ngốc ở đó làm gì thế? Em thật sự không sao, anh đừng có lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi. Lục Cận Phong đi tới, nắm tay Tô Yên, hai mắt đã ươn ướt, em là người phụ nữ ngốc nghếch. Hai người đã là vợ chồng thì làm sao có thể không hiểu nhau cho được. Không sao đâu, Tô Yên cười, mắt cũng đã đỏ ửng lên. Lục Cận Phong nắm chặt Tô Yên,
đặt lên môi mình, cho dù có đào ba tấc đất, anh cũng sẽ tìm cho được Tô Duy. Nói xong, vẻ mặt Lục Cận Phong lạnh lùng đi ra ngoài. Tô Yên vừa mới nhiễm phải virus, tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, còn Lâu Doanh đã bị mất ý thức rồi, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một người có thể chạy nhảy, cười nói trước đã không còn có thể mở nổi mắt ra được nữa, lúc thì lạnh đến co giật, lúc thì nóng toát mồ hôi. Vạn Nhất lo lắng đến bật khóc, không ngừng lau nước mắt, nhưng anh ta không dám khóc thành tiếng, vì anh ta nhớ Lâu Doanh đã nói rằng anh ta không được phép khóc, nhưng Lâu Doanh chưa bao giờ nói rằng không được phép rơi nước mắt. Vạn Nhất không biết virus là gì, anh ta chỉ biết Lâu Doanh sắp chết và anh ta cũng không biết mình có thể làm được gì, điều duy nhất anh ta có thể làm là ở trong phòng bệnh cầu nguyện với ông trời, quỳ lạy rất thành tâm. Anh trông Lâu Doanh nhé, tôi đi ra ngoài một chuyến. Bạch Phi Minh bỏ lại câu nói này rồi đi ra ngoài. Mục tiêu của cô ta cũng giống như Lục Cận Phong, lúc này không thể trông cậy vào Sa Thành Nghị được nữa, nên chỉ có thể đi tìm Tô Duy. Bạch Phi Minh bước ra khỏi bệnh viện và gặp lại Từ Như Phúc ở đại sảnh của bệnh viện. Hai người đối mắt với nhau trong chốc lát, Bạch Phi Minh liền đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Đôi mắt Từ Như Phúc dõi theo bóng dáng của Bạch Phi Minh cho đến khi người hoàn toàn biến mất. Lương Nghi trêu chọc, không lẽ cậu thực sự thích người đàn ông đó? Quả nhiên nhân duyên là do trời định, hay là tôi đi hỏi anh ta tên gì, nhà ở đâu rồi tác hợp cho hai người nhé? Cậu đang nói cái gì vậy? Từ Như Phúc lạnh lùng liếc nhìn Lương Nghi một cái, rồi nói cậu canh ở đây, chỉ cần cậu canh giữ Tô Yên, là sẽ có thể tìm ra hung thủ giết đã giết chết Hiện Đình. Không hiểu phong tình gì cả. Lương Nghi sờ cằm, nói, nhưng người đàn ông đó thật sự rất đẹp, tôi còn thích, cái khí chất thanh tao, toát tục đó, rất có cảm giác. Từ Như Phúc nhìn Lương Nghi một cái và bảo anh ta tự trải nghiệm đi, còn mình thì ngồi ở hành lang bệnh viện và chờ đợi. Trong khi Bạch Phi Minh và Lục Cận Phong đang tìm kiếm Tô Duy, thì đồng thời Tô Yên cũng đang không ngừng thử liên lạc với Tô Duy. Cô đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn, nhưng đều như ném đá xuống hồ, không có phản hồi. Tô Yên không khỏi suy nghĩ, lẽ nào tính cách của nguyên bản Tô Duy đã bị chiếm hết hoàn toàn rồi sao? Ở một chi nhánh nào đó của địa sát, Tô Duy đang tạm thời ẩn náu ở địa sát, cậu ta và Chu An đã liên minh lại với nhau để đối phó với Lục Cận Phong. Tô Duy nhìn chằm chằm điện thoại di động trên bàn, có 7 cuộc gọi nhỡ và 14 tin nhắn, toàn bộ đều là của Tô Yên. Tô Duy chỉ nhìn lướt qua tin nhắn, khuôn mặt u ám, vẻ mặt dữ tợn, như đang đấu tranh. Một lúc sau, Tô Duy lạnh giọng nói, đây đều là kế hoạch của Tô Yên, người phụ nữ đó quá xảo quyệt, anh không thể bị lừa được. Một lúc sau, Tô Duy lại cất giọng vô cùng khẩn trương, mau đi cứu chị của tôi đi, tôi nói cho anh biết, nếu anh không cứu, tôi cũng sẽ không nhường thân thể này cho anh nữa. Hai nhân cách trong Tô Duy đang tranh cãi. Tô Duy vẫn còn giữ sự lương thiện đang cố gắng lấy lại cơ thể của mình, cậu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là cứu Tô Yên. Nếu trên đời này còn có ai có thể kiềm chế được Tô Duy, thì đó chính là Tô Yên. Còn nhân cách khác cũng không chịu thua, ngăn không cho Tô Duy lấy lại cơ thể, sắc mặt càng lúc càng trở nên hung tợn hơn. Tần Nhã Hân trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này, sửng sốt, cậu ta bị làm sao vậy? Chu An nhìn hồi lâu mới hiểu ra, thầm kinh ngạc vô cùng, nói, thì ra là như vậy. Cái gì thì ra là như vậy? Tần Nhã Hân phỉ vẫn còn đang không hiểu. Chu An giải thích, nếu tôi đoán không lầm, chắc là Tô Duy bị tâm thần phân liệt, liên minh với chúng ta là một nhân cách khác của cậu ta. Đây không phải ngày đầu Chu An quen biết Tô Duy, lần đầu gặp mặt, ấn tượng của anh ta về Tô Duy là một người hèn nhát và bất tài. Nhưng sau đó, Tô Duy lại như thay da đổi thịt, như thể đã hoàn toàn trở thành một người khác. Tâm thần phân liệt, Tần Nhã Hân chế nhạo, vậy không phải là bị bệnh tâm thần sao? Hóa ra còn là một kẻ điên. Đột nhiên, Tô Duy hét lên một tiếng, nhân cách tốt bụng cuối cùng cũng đã áp chế được nhân cách tàn nhẫn. Tô Duy hoảng loạn lấy điện thoại gọi cho Tô Yên, chị, em sẽ đến cứu chị ngay đây, chị đừng chết. Chương 508, nối đuôi nhau từng người một. Tô Duy một bên gọi điện thoại, một bên lại đi nhanh ra ngoài cửa lớn. Tần Nhã Hân nghe giọng của Tô Duy lại thoáng cảm thấy khoái chí trong lòng, Tô Yên sắp chết rồi. Chu An, nhanh, đi coi thử. Chuyện này có gì lạ đâu. Chu An ngược lại cân nhắc nhiều hơn, cô không cảm thấy có gì đó quái quái à? Quái chỗ nào cơ, tôi thấy anh mới là kỳ quái thì có. Tần Nhã Hân khinh miệt nói, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh mãi cũng không sánh kịp Lục Cận Phong là vậy, anh là đồ thỏ đế.
phàm trên đời làm gì có người đàn ông nào có thể chịu được cảnh mình bị phụ nữ mang ra so sánh với người đàn ông khác chứ? Chu An lại nể tình cái bụng đang phình to ra của Tần Nhã Hân mà dằn lại cơn tức tối, cẩn thận mới làm được chuyện lớn, Tô Yên đang yên đang lành sao lại có thể bỗng sắp chết được. Lục Cận Phong sai người canh chừng cô ở bệnh viện chứng tỏ vẫn còn chưa thôi nghi ngờ cô. Phía bên đại đội trưởng Lãnh kia cũng đang hoạt động giáo giết, tôi e là sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù bọn họ có nghi ngờ ra sao thì cũng không có bằng chứng xác thực, bắt tôi như nào được chứ. Nói không chừng đây là thời điểm con khốn kia nhận phải báo ứng, là ông trời cũng đang giúp tôi. Không cần nói cũng biết trong lòng Tần Nhã Hân đang hào hứng như nào, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới ngày con khốn đó sắp chết, anh còn không đi nữa vậy tôi dắt theo người đi. Chu An sao có thể an tâm để cho Tần Nhã Hân một mình đi được chứ? Tôi đi với cô, Chu An nói, phản ứng vừa nãy của Tô Duy rất bất thường, nói không chừng lần này thật sự có thể lật đổ vương bài rồi. Tôi mặc kệ mấy thứ đó, tôi chỉ cần cái mạng của Tô Yên và giành được Lục Cận Phong thôi. Tần Nhã Hân nói mấy lời này xong cũng ưỡn cái bụng lớn đi ra ngoài. Phân bộ của địa sát cũng nằm gần thành cổ, đi đường 2 tiếng đã tới rồi. Tần Nhã Hân và Chu An vẫn luôn bám đuôi theo Tô Duy, cùng chạy tới bên ngoài bệnh viện chỗ của Tô Yên và Lâu Doanh. Trời đã nhèm tối, từ lúc Tô Yên nhận được điện thoại của Tô Duy thì đã luôn đợi tới giờ. Lâu Doanh được cứu rồi. Lục Cận Phong và Bạch Phi Minh cũng ngồi đợi cùng. Bỗng nhiên, điện thoại của Tô Yên lại vang lên thêm lần nữa. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, sau đó đưa mắt nhìn Lục Cận Phong. Là Tô Duy gọi tới. Tô Yên nhanh chóng bắt máy. Giọng nói nhợt nhạt bất lực, Tiểu Duy, em đã tới chưa? Sự nhợt nhạt đó của cô không phải là giả vờ, bởi thật sự cô đã bắt đầu có hơi sốt rồi. Xem ra tùy vào thể chất của mỗi người mà phản ứng của virus sẽ khác nhau. Thể chất của Lâu Doanh vốn tốt, cầm cự tới bây giờ mới gục ngã, sốt cao mãi không hạ. Còn Tô Yên từ khi sinh con xong thì thể chất đã không còn được như lúc trước nữa. Từ trong điện thoại truyền tới giọng của Tô Duy, tới rồi, chị. Em không tiện vào bệnh viện được. Chị tự ra đây đi, em đợi chị ở bên tàu Mân Giang. Được, chị chỉ tới một mình thôi nhé, nếu như em phát hiện có người đi theo thì chị cũng sẽ không gặp lại em nữa đâu. Em tin tưởng chị như vậy rồi, chị đừng gạt em đấy nhé. Câu nói cuối cùng kia khiến Tô Yên cảm thấy lòng mình quặn thắt lên một đợt. Trong giọng nói của Tô Duy có nét sợ hãi, nhất định cậu ấy cũng đã ý thức được có chuyện gì rồi. Cậu ấy đang cược rằng Tô Yên sẽ không bán đứng mình. Sống mũi Tô Yên cay xè, chua xót nói, được, chị sẽ tới một mình, không gạt em đâu. Cúp máy xong, Lục Cận Phong nói tới, Yên Yên, anh nhất định phải đi cùng với em. Anh sẽ lẻn theo, Tô Duy sẽ không phát hiện ra đâu. Bên tai Tô Yên còn vang vọng giọng của Tô Duy, cô do dự một hồi mới gật đầu đáp vâng. Bạch Phi Minh cũng muốn đi, nhưng Tô Yên lại bảo cô ta ở lại chăm sóc cho Lâu Doanh. Vạn nhất vốn không thể nào chăm sóc được. Tô Yên ra khỏi bệnh viện trước, Lục Cận Phong giả trang đi theo sau người kia, duy trì một khoảng cách nhất định nên sẽ không bị người khác phát hiện được. Từ Như Phong vẫn luôn canh chừng trong bệnh viện, nhìn thấy Tô Yên rời khỏi đã lập tức lên tinh thần rồi đi theo. Ngồi bên trong chiếc xe màu trắng đỗ ở ngoài cửa bệnh viện, Tần Nhã Hân tận mắt nhìn thấy Tô Yên rời đi nhưng lại không nhận ra Lục Cận Phong giả trang đi theo sau. Ấy vậy mà lại suýt phát hiện ra Từ Như Phong đi theo đuôi Tô Yên. Gã đàn ông kia đi theo Tô Yên làm gì vậy? Tần Nhã Hân tò mò, nhất định là Tô Yên đi gặp Tô Duy rồi. Chu An, chúng ta cũng đi theo đi. Chương 509, chết chung. Bên tàu Mân Giang. Gió đêm lạnh buốt như nước sông. Bốn bể yên tĩnh không có lấy một bóng người, ngoại trừ những thùng hàng để đầy trên đất thì chỉ có một chiếc xe màu đen đang đỗ nơi bến tàu. Tô Yên lái xe tới. Bởi vì phát sốt nên cơ thể cô rất khó chịu, gió lạnh thổi lại khiến cô bất giác dùng mình một cái theo bản năng. Nhìn quanh bến tàu, Tô Yên nhanh chân tiến về phía chiếc xe màu đen. Bên trong không có người. Tiểu Duy, Tiểu Duy, Tô Yên hô lên mấy tiếng nhưng đều không có ai đáp lại. Trong bóng tối, ánh mắt Lục Cận Phong khóa chặt về phía Tô Yên, đăm đăm quan sát nhất cử nhất động của cô. Cả hai thoáng trao đổi ánh mắt trong màn đêm. Sau đó Tô Yên lấy điện thoại ra gọi cho Tô Duy. Còn chưa bấm số đã nghe giọng của Tô Duy truyền tới từ phía sau. Em ở đây. Tô Yên ngẩng đầu chỉ thấy Tô Duy đang đứng trên thùng hàng, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô. Ánh mắt của Tô Duy trong trẻo hơn trước đó rất nhiều, cậu ấy từ trên thùng hàng nhảy xuống, nhìn thấy Tô Yên đã vô cùng vui vẻ gọi
chị tới rồi. Gần đây Tô Duy đã gầy đi rất nhiều, cánh tay áo bị trống một mảng lớn khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy chua xót. Tô Yên vẫn chưa quên mục đích tới đây của mình, yếu ớt nói, Tiểu Duy, nhanh đi cứu chị cũng mắc virus như của Lâu Doanh. Vừa nói xong, Tô Yên đã giả vờ choáng váng đứng không vững, cả người nghiêng ngả. Chị, Tô Duy vội vàng đỡ lấy cô, cả người cô nóng bừng, quả thật là phát sốt rồi, vào trong xe trước đã. Tô Yên gật đầu, Tô Duy đỡ cô vào ngồi trong chiếc xe màu đen, thả ghế hạ xuống để người kia nằm thoải mái hơn một chút. Chị, sao chị lại bị mắc virus? Chị cũng không biết nữa. Tô Yên uể oải nói, có thể là tiếp xúc với Lâu Doanh trong một quãng thời gian dài. Tiểu Duy, hai chúng ta từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống, lẽ nào em lại trơ mắt nhìn chị chết chứ? Chị là người quan trọng nhất đối với em sẽ không để cho chị có chuyện gì đâu. Em chỉ muốn lấy mạng của Lục Cận Phong thôi. Tô Duy lúc này dù không bị nhân cách nào khác chiếm lấy cơ thể nhưng lại nói ra lời như vậy, thật khiến Tô Yên vừa thất vọng lại vừa tức giận, Lâu Doanh đã làm gì sai chứ? Cô ấy là chị của em, Tiểu Duy, em đúng là điên rồi. Trước đó Tô Yên vẫn còn nuôi chút hy vọng viễn vông, rằng Tô Duy là bị một nhân cách khác trong cơ thể xâm chiếm rồi hãm hại Lâu Doanh. Nhưng giờ đích thân nghe được đây chính là ý đồ của Tô Duy, cô sao lại không tức giận cơ chứ? Tô Duy đứng ở bên cạnh cửa xe, trước thái độ giận dữ của Tô Yên lại bày ra vẻ rửng rưng không chút dao động. Tô Yên thất vọng đến cùng cực, nhưng cô cũng không dám lại chọc tức Tô Duy, lỡ như sẽ kích động khiến nhân cách khác của cậu ấy nhảy ra thì cô đừng mong lấy được thuốc giải. Như vậy, cả cô và Lâu Doanh đều sẽ chết. Cô đã đặt cược lớn như vậy, không thể cho phép có bất cứ sự sơ suất gì. Tô Yên nén lửa giận, bày ra vẻ mặt hoàn toàn hiểu được Tô Duy mà nói, Tiểu Duy, chị biết em vẫn luôn khao khát có được tình thương của một người cha. Người ta còn bé bị bắt nạt đều có cha đứng ra che chở, nhưng chúng ta lại không có. Máu mủ ruột ra, mặc dù Lệ Quốc Minh đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, nhưng chị tin rằng ông ấy là thật lòng đối đãi với em, cho nên em đã nhận ông ấy rồi, đúng chứ? Tô Duy nhìn Tô Yên, chần chừ gật đầu chị, cha nói là ông ấy thương em. Nếu như ông ấy biết chuyện mình có một đứa con trai như em từ trước thì nhất định sẽ cố gắng bù đắp, dành tất cả tình thương cho em, sẽ bảo vệ em. Sau khi biết em là con của ông ấy thật sự đã rất vui vẻ, em có thể thấy được. Một đứa nhóc chưa từng được dỗ dành, chỉ cần một vài lời ngon ngọt sẽ dễ dàng bị lừa. Tô Duy chính là một đứa nhóc như vậy. Hình tượng người cha dạt dào tình thương của Lệ Quốc Minh đã được Tô Duy xây dựng vững chắc trong lòng, không phải dễ dàng có thể đánh sập được. Tô Duy trở thành một công cụ, Lệ Quốc Minh tới chết cũng đều đang lợi dụng cậu ấy. Tô Yên ôm lấy bụng dưới, biểu cảm thống khổ, Tiểu Duy, chị thật sự rất khó chịu, em nhanh đưa thuốc cho chị. Được, chị đừng sợ, em có mang thuốc tới. Tô Duy đi ra ghế phía sau lấy thuốc. Tô Yên dõi mắt nhìn theo, trên ghế sau xe có một cái dương. Tô Duy mở dương ra, bên trong có hai lọ thuốc nhỏ màu nâu. Tô Yên thầm mừng trong lòng. Đây chính là thuốc giải. Tô Duy động tác thoăn thoắt, nhanh chóng dùng ống tiêm rút ra một lọ thuốc chị, nghiên cứu xong xuôi tổng cộng thu được hai lọ thuốc này, em tiêm cho chị trước một lọ, lọ còn lại thì đợi sau 12 tiếng nữa truyền tiếp, như vậy thì chị sẽ không sao nữa rồi. Tô Yên kìm chế sự kích động trong lòng, chỉ muốn cầm lấy lọ thuốc rồi đưa cho Sa Thành Nghị phân tích thành phần để điều chế ra, như vậy thì Lâu Doanh sẽ được cứu rồi. Tô Duy tiêm cho Tô Yên trước một mũi. Lục Cận Phong núp trong bóng tối vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, đang đợi Tô Yên ra dấu. Một khi đoạt được thuốc, bọn họ sẽ lập tức quay về. Sau khi truyền thuốc, Tô Yên cũng dần cảm thấy hết đau, thuốc có hiệu quả rất nhanh. Tiểu Duy, em đưa lọ kia cho chị đi, 12 tiếng sau chị sẽ tự truyền. Ánh mắt của Tô Yên dán vào cái dương, dục dịch muốn duỗi tay lấy lọ thuốc, nhưng Tô Duy lại nhanh tay cầm lại. Chị! Đợi 12 tiếng nữa em sẽ truyền thêm cho chị. Tô Duy nói chị, đừng nghĩ là em không biết ý đồ của chị. Chúng ta lớn lên cùng nhau, em rất hiểu chị muốn lấy thuốc về cứu chị ba chứ gì, bởi virus em tiêm cho chị ba không dễ bị truyền nhiễm, trừ phi là chị cố ý để bị nhiễm. Chị, lần sau chị đừng tự đùa giỡn với tính mạng của mình nữa, vì loại người lạnh lùng ích kỷ kia làm vậy thật không đáng. Tiểu Duy, em đưa thuốc cho chị. Tô Yên bị nhìn thấu bèn duỗi tay muốn cướp lấy. Tô Duy nhanh như chớp nói chị, đây là lọ cuối cùng, cũng là lọ duy nhất. Một khi bị đập nát thì đừng nói chị không thể cứu chị ba, ngay cả chị cũng sẽ gặp chuyện. Tiểu Duy, nếu như em còn nhận chị là chị em,
vậy thì nhanh đưa thuốc cho chị. Tô Yên khẩn trương muốn chết, Lâu Doanh sắp chết rồi. Cô ta vốn dĩ là đáng chết, Tô Duy kích động lên, nhắc tới Lâu Doanh đã nghiến răng nghiến lợi, trên cổ nổi cả gân xanh. Tô Yên cảm nhận được có gì đó không ổn, nhân cách khác của Tô Duy sắp bật ra ngoài rồi. Nhân lúc Tô Duy đang giãy giụa giữa hai nhân cách, Tô Yên bắt đầu giật lấy lọ thuốc, nhưng mà lại có người nhanh hơn cô một bước. Là Chu An. Lục Cận Phong ở trong bóng tối cũng chậm một bước. Đôi mắt Lục Cận Phong chìm xuống, đưa thuốc lại đây. Chu An liếc nhìn lọ thuốc trong tay, cười lạnh đáp, đây là đồ tốt mà, sao lại có thể dễ dàng giao lại được. Chu An vừa nói xong, lập tức đã có mười mấy chiếc xe vụt ra bến tàu với tốc độ chóng mặt, tất cả những người họ đều là người của địa sát, đã bao vây bến tàu lại rồi. Tô Duy nhìn thấy Chu An và Lục Cận Phong giả trang thì nhận ra mình bị lừa, lửa giận bốc tới tận đầu, nhân cách khác trong cơ thể cứ thế mà trực tiếp vọt ra ngoài chiếm cứ cơ thể. Lục Cận Phong quét ánh mắt sắc bén qua đám người địa sát, một tay nắm lấy Tô Yên trực tiếp ra tay với Chu An. Chu An cũng không biết người trước mặt mình là Lục Cận Phong, chỉ cho là Tô Yên dắt theo một người vệ sĩ khác mà thôi. Sau khi đánh giá sai lệch hạ thấp thực lực và tốc độ của đối phương, anh ta còn chưa kịp huênh hoang đã bị Lục Cận Phong đá một cước văng xa mấy mét. Chiêu thức đạp người như này, kỳ thật Chu An ghi nhớ rất sâu đậm. Anh ta ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khó tin nhìn về phía người kia, lúc này mới nhận ra người trước mặt mình là Lục Cận Phong. Lục Cận Phong lại không dắt ai theo bên cạnh, đây quả thực là cơ hội rất tốt để rửa sạch nhục nhã trước đó. Toàn bộ lên hết cho tôi, không chừa ai cả. Không giữ lại ai cả, kể cả Tô Duy. Tô Duy chính là người đứng đầu vương bài, bây giờ có một người lạc bầy giết Tô Duy rồi đổ tội cho ám dạ, một mũi tên trúng hai con nhạn. Chu An đang muốn ra tay nhưng Tô Duy lại cười to thành tiếng, đến đủ cả rồi, vậy tất cả cùng nhau chết chung đi. Mọi người nhìn về phía Tô Duy, lập tức biến sắc. Trong tay Tô Duy là thiết bị kích nổ bom từ xa. Chương 510, tích đức cho con cháu sau này. Một khi kích nổ, vậy thật sự sẽ là chết chung. Tô Yên hốt hoảng, Tiểu Duy, đừng làm bậy, mau bỏ xuống. Con đàn bà khốn kiếp. Tao đã sớm khuyên nó là không nên tin tưởng mày thì nó cứ khăng khăng không chịu nghe. Tao đã nói trên đời này ngoại trừ tao ra, không ai là thật lòng với nó, mày không xứng làm chị của nó. Tô Duy nói xong lập tức muốn kích nổ trái bom. Sắc mặt Lục Cận Phong vẫn không đổi, Chu An bị dọa sợ đã hối hả chạy trốn chết. Đối diện với cửa tử, bản năng của con người vốn là muốn giữ cái mạng mình. Những người Chu An dắt tới cũng xôn xao lùi về sau. Đi chết hết đi. Tô Duy cười to vài tiếng, sau đó ấn nút cho nổ. Tô Yên cũng hoảng loạn, nhưng mà sau khi Tô Duy ấn nút kích nổ xong, xung quanh lại không xảy ra chuyện gì cả. Tô Duy bối rối, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Duy ấn thêm vài cái, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Nhìn thấy không có nổ, Chu An cũng quay trở lại. Lục Cận Phong nhìn Tô Duy với vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, nói tất cả bom ở chỗ này, tôi đã gỡ hết rồi. Sao lại có thể có chuyện đó? Tô Duy không tin, cậu ta đi nhìn xem mấy chỗ lắp bom, quả nhiên đều đã bị hủy rồi. Tô Yên cũng rất bất ngờ, anh phá mấy quả bom đó từ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Vừa nãy lúc chờ em phát hiệu, anh cũng đã tiện tay gỡ hết rồi. Giọng điệu của Lục Cận Phong nhẹ như gió thổi, như thể vừa tiện tay quẳng đi đống rác vậy. Tô Yên, đây chính là bom đó. Tô Yên giơ ngón cái lên, cảm thán, chồng em đúng là đỉnh của chóp. Thực ra chuyện phát hiện bến tàu bị đặt bom cũng là một trùng hợp, vừa nãy Lục Cận Phong trốn trong thùng hàng, vừa hay chỗ ở ngay bên chân có đặt bom. Khi nãy anh cũng đã kiểm tra bến tàu một lượt rồi, phát hiện tổng cộng có 5 chỗ đặt bom. Trong bóng tối khiến Tần Nhã Hân không nhận ra Lục Cận Phong, chỉ nghĩ rằng Tô Yên đang nắm tay một người đàn ông xa lạ nào đó. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, cô ta bèn kích động lấy điện thoại vội vàng chụp lại. Trong lòng cũng nghĩ... Chờ sau khi gặp Lục Cận Phong sẽ nhất định cho anh xem chuyện Tô Yên lén lút thông gian với người khác ở sau lưng anh. Tô Duy tức đến không chịu được, công tình cậu ta gài bom tỉ mỉ nay đã đổ sông đổ bể rồi. Nhìn thấy Tô Duy không còn bom để uy hiếp nữa, Chu An cười lạnh, xem ra lần này đến cả ông trời cũng đang giúp tao rồi, nếu đã như vậy thì ba người tụi bây cứ cùng bỏ mạng ở đây đi. Tô Duy, mày cũng đừng oán hận tao, tao đây cũng là báo thù thay cho mày thôi. Tô Duy vốn chưa nhận ra người trước mặt là Lục Cận Phong, cũng chẳng hiểu ý của Chu An nói là gì cả. Nhìn thấy Chu An muốn giết mình,
Tô Duy chỉ cười nhạo nói, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, chỉ với đám rác rưởi này mà cũng muốn lấy mạng tao. Lục Cận Phong cũng gật đầu, đúng là một đám rác rưởi. Có phải rác rưởi hay không thì đợi tí nữa hai đứa bây sẽ biết thôi. Chu An vô cùng khó chịu trong lòng, anh ta lúc này là đang bị coi thường, lòng tự trọng của một người đàn ông bị hung hăng dẫm đạp trên đất. Chu An rất đỗi ngạo mạn, lạnh lùng hạ lệnh, xử chúng cho tao. Cũng vào ngay lúc đám người địa sát đang nhắm về phía của đám người Lục Cận Phong thì bỗng dừng lại, xôn xao lùi về. Lục Cận Phong giơ lên thiết bị kích nổ trong tay, cái trong tay cậu ta không có tác dụng, nhưng các người có thể thử xem cái này có tác dụng không. Chu An phát điên lên, sao lại có thêm một cái nữa, đủ chưa vậy hả? Tất cả xông lên cho tao, tao không tin đồ trong tay nó là thật. Anh ta muốn chấp lấy cơ hội, nhân lúc Lục Cận Phong chỉ có một mình mà rửa sạch nhục nhã thôi, nhưng tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Đàn em của Chu An cũng không dám tiến lên, nếu như đây là thật thì không phải là tan xương nát thịt sao? Tô Yên cũng không ngờ được trong tay của Lục Cận Phong cũng có thiết bị kích nổ, cho dù là thật hay giả thì đoạt được thuốc giải mới là quan trọng. Chu An, mau đưa thuốc cho tôi. Thuốc giải này chính là bùa hộ mệnh của Chu An. Dĩ nhiên không thể nào giao ra dễ dàng như vậy được rồi. Không đưa thuốc vì cái này có thể triệt tiêu cơ hội của Lục Cận Phong, cho nên anh ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, nhưng mà anh ta đánh không lại Lục Cận Phong. Đang giữa lúc Chu An đang khó xử, bả vai trái lại bỗng nhói lên một đợt. Một cái kim châm đâm vào trong da thịt. Ai? Chu An cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy cây kim châm, Tô Yên lập tức nghĩ tới Lâu Doanh. Đây chính là đồ của Lâu Doanh. Chu An vẫn chưa thấy ai cả, nhưng lại không tránh kịp một cây kim châm nữa phóng tới khiến cánh tay anh ta tê dần, lọ thuốc trong tay cũng rơi ra. Lọ thuốc. Trái tim Tô Yên bỗng căng thẳng, nhìn thấy lọ thuốc sắp rơi xuống đất, Bạch Phi Minh từ trong thùng hàng xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên một cái đã cầm được lọ thuốc. Nhìn thấy lọ thuốc trong tay Bạch Phi Minh, Tô Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong góc tối, Tần Nhã Hân nhìn thấy cảnh này lại cắn răng tiếc nuối. Mắng thầm trong bụng một câu thứ vô dụng. Muốn để trừ khử Tô Yên, đúng là không thể trông cậy được Chu An mà. Từ Như Phong nấp trong bóng tối cũng đã nhìn thấy một màn nhảy ra đoạt lấy lọ thuốc của Bạch Phi Minh. Tư thế người kia hiên ngang, động tác lại nhanh gọn cũng rất khí phách, trong một thoáng, Từ Như Phong nhìn đến sửng sốt. Thân thủ như này, cộng thêm thế trận như này cũng khiến Từ Như Phong đoán được Bạch Phi Minh không phải là dạng vừa. Thuốc bị đoạt mất. Chu An ôm cánh tay bị thương không cam lòng nhìn về phía Bạch Phi Minh, là cô. Người biết Bạch Phi Minh thì cho dù cô ta có đang giả làm đàn ông, cũng chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra được. Bạch Phi Minh liếc nhìn lọ thuốc trong tay rồi bỏ vào trong túi, vốn không có để ý tới Chu An, mà chỉ là ném ánh mắt lạnh lùng qua phía Tô Duy. Ngay cả chị gái của mình cũng muốn hại chết, mày không xứng sống trên đời này. Trần đời này những kẻ đả thương cô ấy đều đã chết cả rồi. Bạch Phi Minh tức giận, trước lúc cô ta vội vã tới đây đã thấy Lâu Doanh hộc máu thêm lần nữa, sốt cao đến 40 độ đã xảy ra tình trạng co giật. Trong lòng cô ta hiện tại đang ngập tràn sự tức giận và thù hận. Bạch Phi Minh ra tay với Tô Duy, một cây kim châm bắn ra từ trong tay của cô ta, mũi kim lóe ra tia sáng lạnh giá, sát ý kinh người. Nhìn cây kim châm bắn về phía Tô Duy, Tô Yên sợ hãi trợn tròn hai mắt, mồm há hốc không nói được gì. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Tô Yên vô cùng mâu thuẫn, một bên là Lâu Doanh coi nhau như chị em ruột, một bên là Tô Duy đã lớn lên cùng với cô thật sự không thể nào lựa chọn được. Tô Duy sợ hãi, kim châm vụt qua cánh tay của cậu ta rồi đâm thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe ở phía sau lưng người kia. Xoảng một tiếng, cả tấm thủy tinh đều vỡ vụn. Nếu như là đâm vào cơ thể thì có thể sẽ chết người. Bạch Phi Minh có ý muốn giết Tô Duy. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Yên thấy Bạch Phi Minh tức giận. Bình thường đều là Lâu Doanh phô bày hết 100% công lực, cô còn cho rằng nếu so sánh về sức chiến đấu giữa hai người thì Lâu Doanh nhỉnh hơn Bạch Phi Minh. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, có thể nói giữa hai người họ vẫn chưa biết được ai nhỉnh hơn ai. Bị hụt, Bạch Minh Minh lại chuẩn bị ra tay thêm lần nữa, Lục Cận Phong lên tiếng chặn lại, cứu Lâu Doanh quan trọng hơn. Lời nhắc nhở của Lục Cận Phong khiến sát khí trên người Bạch Phi Minh được thu lại, cô ta nhìn về phía Tô Duy, lạnh lùng nói. Nhớ cho kỹ lần dạy dỗ hôm nay, Lâu Doanh giữ lại cái mạng của mày là vì nể tình trong người mày chảy cùng dòng máu với cô ấy. Còn muốn đâm đầu vào chỗ chết lần nữa thì tuyệt đối không có nể tình lần hai đâu. Nếu không phải nể tình Tô Duy là em trai ruột của Lâu Doanh,
Bạch Phi Minh đã ra tay triệt để rồi. Tô Duy tức giận nhưng không dám nói gì, dù sao Bạch Phi Minh phô bày thực lực ra đó rồi, cậu ta cũng không đánh lại. Bạch Phi Minh nhìn Tô Yên và Lục Cận Phong một cái rồi đi ra phía đường lớn, đám đàn em của Chu An không một ai dám ngăn cản. Chu An cũng không dám lên tiếng, đám người mà anh ta dắt tới còn không đủ cho Lục Cận Phong và Bạch Minh nhét kẽ răng, chứ đừng nói chi là Lục Cận Phong còn có thể cho nổ tung nơi này bất cứ lúc nào. Trong lòng Chu An rất ngột ngạt khó chịu. Lục Cận Phong liếc nhìn qua Chu An, vẫn nên cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, như vậy có thể sống lâu được một chút, cũng là tích đức cho con cháu sau này của mình một chút. Câu nói sau cùng khiến Chu An thoáng rùng mình, anh ta nhìn về phía Lục Cận Phong, cảm giác như thể mình đang bị người này nhìn thấu tâm tư vậy. Chương 511, cô vui thì được rồi. Cả ba người đám Lục Cận Phong thuận lợi đoạt được thuốc rời đi, Tần Nhã Hân vô cùng không cam lòng. Nhưng cái bụng của cô ta to như vậy nên cũng chỉ có thể nhìn đám người Tô Yên rời đi. Cả đám họ đi rồi, Chu An mới bảo người kiểm tra bến tàu, phát hiện vốn dĩ là không có bom. Anh ta bị lừa rồi. Chu An tức tối đến không chịu được, bàn về độ gian xảo đúng thật anh ta vẫn không thể qua mặt được Lục Cận Phong. Không thể trừ khử Lục Cận Phong, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt để trừ khử Tô Duy. Cũng trở mặt rồi, Chu An cũng không còn gì để bận tâm nữa. Anh ta cười lạnh một tiếng, nhìn qua Tô Duy nói, trừ khử mày thì vương bài sẽ như rắn mất đầu, tao cứ giá họa cho ám giả thì điện sát sẽ chính là ngư ông đắc lợi. Con thuyền hữu nghị nhỏ bé này nói lật là lật. Tô Duy cười nhạo, muốn giết tao, mày còn chưa đủ trình đó đâu. Có ngon thì cứ cho người nhào vô. Nói xong, Tô Duy xoay người nhảy xuống sông Mân Giang. Nói lời cay nghiệt nhất, hành động lại kinh hãi nhất. Chu An, anh đúng là vô dụng. Tần Nhã Hân đi ra, ưỡn cái bụng lớn mắng, cơ hội tốt như vậy mà anh cũng không đoạt được thuốc, còn để cho Tô Yên đi như vậy, anh có thể làm được gì ra hồn chứ? Vốn dĩ Chu An đã buồn bực trong lòng lắm rồi, mới vừa rồi bị Lục Cận Phong đạp một cước trên ngực vẫn còn nhói, nay Tần Nhã Hân lại không có lấy một câu quan tâm đã trực tiếp mắng mỏ anh ta, cơn tức tối trong lòng càng thêm tích tụ. Chu An không để ý tới Tần Nhã Hân, ra lệnh cho cả đám ở đó, lên xe, quay về. Nhìn thấy Chu An không để ý tới mình, Tần Nhã Hân càng thêm tức tối, Chu An, tôi đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không vậy hả? Anh là cái đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Đừng có mắng tôi là đồ bỏ đi nữa. Chu An bỗng bùng nổ chỉ vào Tần Nhã Hân, tôi là chiều cô quá rồi, cô muốn trừ khử Tô Yên thì tự cô đi làm. Tần Nhã Hân bị quát đến sững sốt, Chu An, anh nói thêm câu nữa thử xem. Anh vốn là thứ đồ bỏ đi. Đến cả đầu ngón chân của Lục Cận Phong cũng không sánh được. Tôi mặc kệ, anh nhất định phải đoạt lại thuốc, hoặc là trừ khử Tô Yên, nếu không thì tôi sẽ giết chết con trai của anh. Tùy. Lần này Chu An cũng không đi theo Tần Nhã Hân nữa, trực tiếp lên xe. Anh ta cũng muốn trừ khử Lục Cận Phong, nhưng mấy lần đều không đấu lại người kia thì anh ta biết làm sao được. Anh ta cũng không thể thật sự đi tìm đường chết được. Cánh tay và vai còn dính kim châm. Tần Nhã Hân cũng không hỏi thăm nửa câu khiến trong lòng Chu An có chút mất mát. Chu An trực tiếp bảo người lái xe rời đi, Tần Nhã Hân trợn tròn mắt. Đến cả át chủ bài cũng đã lấy ra uy hiếp Chu An rồi, nhưng lần này người kia vậy mà lại không có phản ứng như ý của cô ta. Bây giờ Tần Nhã Hân mà rời khỏi Chu An nhưng trong tay lại không có thứ gì, thậm chí đến tánh mạng cũng chưa chắc giữ được, dù sao cô ta đã bị Lãnh Phong ghim rồi. Chu An! Tần Nhã Hân phát điên hét lớn một tiếng. Cũng không lâu sau đó Chu An cho quay đầu xe lại, lạnh lùng liếc nhìn Tần Nhã Hân một cái, lên xe. Tôi không lên. Tần Nhã Hân lại dở thói bướng bỉnh con nít, lời còn chưa nói xong đã thấy Chu An như muốn quay xe đi, lúc này cô ta mới nén lửa giận lại rồi lên xe. Sau khi lên xe, chuyện đầu tiên Tần Nhã Hân làm chính là gửi một mail nặc danh cho Lục Cận Phong, kèm theo tấm hình khi nãy vừa chụp. Ảnh được chụp rất chất lượng, góc độ đều canh rất chuẩn xác. Chỉ chụp đúng cảnh Tô Yên nắm tay Lục Cận Phong chứ không bị xen vào thêm những người khác. Nếu như không biết, nhìn ảnh này còn thật sự cho rằng Tô Yên lén lút sau lưng Lục Cận Phong tìm một người đàn ông cục mịch nào đó, rồi đến đêm khuya thanh vắng hẹn người đàn ông cục mịch đó ra bến tàu ngắm trăng nữa cơ. Chu An liếc nhìn một cái, biết rõ Tần Nhã Hân đang làm gì. Anh ta cong môi cười châm biếm, cũng không có nói với Tần Nhã Hân rằng người đàn ông mà Tô Yên nắm tay đó là Lục Cận Phong. Tần Nhã Hân bắt được biểu cảm của Chu An, cười lạnh nói, lần này tôi không hề bày trò, những cử chỉ thân mật vừa nãy của Tô Yên với người đàn ông xa lạ đó khiến tôi không tin giữa hai người họ là trong sáng,
chẳng qua là tôi chỉ nói sự thật cho Lục Cận Phong biết mà thôi. Chu An không bày ra chút cảm xúc, chỉ nói một câu, cô vui thì được rồi. Nhưng ngữ điệu đó, nghe kiểu gì cũng có chút như đang chế giễu vậy. Lục Cận Phong đang trở về bệnh viện cùng Tô Yên thì nhận được một mail nặc danh, vừa click mở đã phát hiện là hình chụp của mình và Tô Yên mới vừa nãy ở bến tàu, lập tức nhíu mày. Tô Yên ngó đầu thoáng nhìn qua, thấy ảnh chụp cũng rất bất ngờ, ai gửi vậy? Cô và Lục Cận Phong nắm tay được chụp cận. Tiêu đề mail ghi là giữa đêm khuya cô hẹn hò ở bến tàu cùng với một người đàn ông xa lạ. Lục Cận Phong nói, nếu như đoán không nhầm là Tần Nhã Hân, vừa nãy cô ta cũng ở bến tàu. Chương 512, xác chết vùng dậy. Tần Nhã Hân cũng ở bến tàu ư. Tô Yên nhìn kỹ cô ta trong tấm ảnh một lần nữa rồi bình luận, chụp ảnh chẳng đẹp chút nào, chụp em trông xấu quá đi. Trong mắt anh, em luôn đẹp nhất. Lục Cận Ngôn vừa cười vừa véo má Tô Yên, anh phát hiện ra má cô phúng phính hơn trước thì phải, sờ rất đầm tay. Bạch Phi Minh ngồi đằng trước ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đôi ta đang phát cẩu lương kia rằng cô ta còn đang sờ sờ ở đây. Tô Yên hơi ngượng ngùng, Lục Cận Ngôn vẫn nắm chặt tay cô, liếc Bạch Phi Minh một cái, ám giả của bọn tôi nhiều nhân tài lắm, có muốn tôi giới thiệu cho một người không? Muốn đàn ông hay phụ nữ? Lục Cận Ngôn tính làm ông Mai hả? Tô Yên rất ngạc nhiên, như này thật không giống Lục Cận Phong thường ngày chút nào. Cái câu, muốn đàn ông hay phụ nữ kia, khiến Tô Yên suýt chút nữa bị sặc. Bây giờ làm Mai cũng thật là không dễ dàng, lại còn phải hỏi trước xu hướng giới tính mong muốn của đối phương. Quan trọng hơn chính là, Lục Cận Phong tỏ vẻ rất nghiêm túc khi hỏi câu này. Bạch Phi Minh cũng ngẩn người một lúc, hướng mặt ra ngoài, vành tai nóng lên, không cần đâu. Lục Cận Phong nói một câu mang hàm ý sâu xa khó lường, vạn nhất có vợ rồi, Sa Thành Nghị cũng đã độc thân mấy chục năm nay chưa có động tĩnh gì, tôi thấy hai người khá hợp đôi đó. Sa Thành Nghị và Bạch Phi Minh ư. Ngay lập tức, trong đầu Tô Yên hiện lên hình ảnh hai người này khi ở cùng nhau, có vẻ không ăn khớp nhau lắm. Bạch Phi Minh, tôi chẳng có hứng thú với anh ta. Lục Cận Phong, đáng tiếc. Ba người tới bệnh viện. Bạch Phi Minh vội vàng cầm thuốc đi vào phòng bệnh của Lâu Doanh, vừa hay cả ba nghe thấy tiếng khóc của Vạn Nhất vang lên. Sa Thành Nghị ngồi trực thăng xuyên đêm tới đây, anh ta ngồi xổm xuống đất an ủi Vạn Nhất, bớt đau thương, người chết rồi không thể sống lại, về rồi tôi sẽ lại giới thiệu cho anh một cô em cùng bầu bạn. Vạn Nhất ngồi dưới đất, khóc lóc không, tôi cần chị. Sắc mặt Tô Yên trắng bệch, cái gì mà người chết rồi không thể hồi sinh? Ai chết cơ? Bạch Phi Minh cuống quýt hỏi, Lâu Doanh sao rồi? Chúng tôi đã mang thuốc về rồi đây, mau cho cô ấy uống đi. Sa Thành Nghị nhìn ba người họ một lượt, nhíu mày nói, chỉ vừa nãy thôi, Lâu Doanh đã đi rồi, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cái gì? Tô Yên và Bạch Phi Minh vội vàng chạy vào trong phòng bệnh, giường bệnh trống không, trên mặt đất còn vương lại máu do Lâu Doanh ho ra. Mọi thứ đến quá đột ngột, Tô Yên và Bạch Phi Minh đều không thể tin nổi. Bạch Phi Minh đi ra khỏi phòng bệnh, một tay cô ta xách cổ áo Sa Thành Nghị lên, bộ dạng vô cùng tức giận, Lâu Doanh đâu? Lúc tôi đi cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ, sao lại chết rồi? Không phải anh là bác sĩ sao? Tại sao anh không cứu cô ấy? Sa Thành Nghị thở dài, Bạch Phi Minh, tôi biết cô đau lòng, nhưng cô cũng nên hiểu đạo lý, lúc tôi tới đây, Lâu Doanh chỉ có thể thở thoi thóp, độc tố phát tác nhanh quá. Trong vòng vài phút đã lấy mạng người khác cũng là lẽ thường tình, chuyện này, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn nằm ngoài khả năng của tôi. Nghe xong, hai chân Tô Yên mềm nhũn cả ra, cô lảo đảo trực ngã, Lục Cận Phong kịp thời đỡ lấy cô, Yên Yên. Lâu Doanh ở đâu, Sa Thành Nghị, cô ấy đang ở đâu? Cho dù đã chết, cũng phải thấy xác. Sa Thành Nghị nói, trong nhà xác bệnh viện. Vừa nghe anh ta nói vậy, Tô Yên và Bạch Phi Minh lập tức đi tới nhà xác. Chị ơi, Vạn Nhất gào khóc, anh ta cũng đi cùng bọn Tô Yên tới đó. Trong nhà xác, ngập tràn âm khí lạnh lẽo, nhiệt độ rất thấp. Trong này bầy đầy xác chết, một số đang trên bàn chờ được cho vào tủ đông, số khác đang nằm trong ngăn đá. Có những chiếc túi đựng xác, mỗi chiếc túi đựng xác đều được đánh số thứ tự, Lâu Doanh vừa bị đưa vào đây, đang đặt trên bệ. Nhân viên trực nhà xác mở túi đựng xác ra, bên trong là Lâu Doanh. Bạch Phi Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Lâu Doanh, cô ta giống như bị giáng một nhát vào đầu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy xác chết, Tô Yên không thể không thừa nhận đó chính là Lâu Doanh. Cô chỉ rời đi trong vài giờ đồng hồ,
vậy mà Lâu Doanh đã mất. Tô Yên không dám tới gần, cô không thể chấp nhận sự thật này, Lục Cận Phong để cô dựa vào cánh tay anh, nhẹ vỗ vai cô, âm thầm an ủi. Vạn Nhất nhất thời xúc động, dùng hết sức lay người Lâu Doanh, thở không ra hơi, chị ơi, mau tỉnh lại đi chị, đừng chết. Sa Thành Nghị đứng bên cạnh nói, người chết rồi không sống lại được, anh có biết ý nghĩa của cái chết không? Đó là khi người đó biến mất sẽ không bao giờ trở lại, Vạn Nhất, anh sẽ không bao giờ gặp lại Lâu Doanh được nữa. Lúc này, Sa Thành Nghị cũng nhắc nhở Vạn Nhất về ý nghĩa của cái chết, vì anh ta sợ rằng Vạn Nhất không hiểu cái chết là gì. Sa Thành Nghị luôn nói ra những lời như nhát dao đâm vào tim người khác. Anh ta vỗ vai Vạn Nhất và nói, cô ấy sẽ không thể mở mắt ra hay nói thêm bất cứ lời nào. Sau một thời gian, nếu không hỏa táng, thi thể sẽ thối rữa, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một bộ xương. Giờ anh như một tên ngốc, nói mấy lời này với anh cũng chẳng hiểu. Lời này của Sa Thành Nghị thực sự kích động đến từng dây thần kinh của Vạn Nhất, hai con mắt anh ta vằn lên đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, Vạn Nhất nhìn xác Lâu Doanh trong túi đựng, đầu đau như thể bị búa đập xuống từng nhát, vô cùng đau đớn. Trong đầu anh ta, ngay lập tức hiện lên vô số hình ảnh, toàn bộ đều là từng biểu cảm của Lâu Doanh, từ cái nhăn mày, nụ cười, rồi dáng vẻ khi cô ta giận dữ. Nghe Sa Thành Nghị nói vậy, Bạch Phi Minh cũng nổi điên, Sa Thành Nghị, anh có biết nói năng không đấy? Anh còn nói thêm nửa chữ nữa có tin tôi giết chết anh không? Sa Thành Nghị nhún vai, những gì tôi nói đều là sự thật, Lâu Doanh chết rồi, sau này không thể gặp lại cô ta được nữa, lát nữa sẽ đem xác cô ta đi hỏa thiêu. Vừa dứt lời, đúng thật là có nhân viên đi tới. Gia quyến của người chết, chúng tôi đến để đem xác đi hỏa thiêu. Sa Thành Nghị vẫy tay, thi thể ở đây, mang đi thiêu đi. Bạch Phi Minh tức giận, Sa Thành Nghị, anh muốn chết à, ở đây không đến lượt anh nói chuyện, để tôi xem ai dám động vào Lâu Doanh. Tô Yên có chút khó hiểu, bởi vì hành động của Sa Thành Nghị vô cùng kỳ lạ, ngay cả Lục Cận Phong suốt từ nãy giờ cũng không lên tiếng. Sa Thành Nghị kéo Bạch Phi Minh, người chết cũng đã chết rồi, không mang đi thiêu thì để đây cho thối giữa ra à. Sa Thành Nghị ra dấu bằng mắt cho nhân viên, mấy người này lập tức lôi xác Lâu Doanh định đưa đi. Vạn Nhất thấy có người tới cướp Lâu Doanh, anh ta như chịu đả kích gì đó, cứ nhất nhất ôm lấy Lâu Doanh, khóc lóc thảm thiết, không được làm hại chị gái, không ai được phép động vào. Nhân viên làm việc cứ thế tới cướp người, Bạch Phi Minh thấy thế cũng cuống lên, đang định ngăn lại thì lại bị Sa Thành Nghị giữ chặt, nén đau thương. Sa Thành Nghị còn chưa nói xong, Bạch Phi Minh đã bất ngờ cắm một cây kim châm lên bả vai anh ta. Ra tay rất nhanh gọn, chuẩn xác. Sa Thành Nghị đau đến mức trợn trừng mắt, cái đồ đàn bà tiểu nhân khó lường này. Đúng lúc này, Vạn Nhất đau thương quá độ, tranh không lại với đám nhân viên kia, anh ta phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Sa Thành Nghị hốt hoảng hét lên, chết rồi, đùa quá trớn rồi. Lục Cận Phong nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Vạn Nhất, trong lúc Tô Yên và Bạch Phi Minh còn đang trong trạng thái mơ hồ thì đột nhiên Lâu Doanh, bấy giờ đang nằm trong túi đựng xác, bất ngờ mở mắt ngồi dậy. Gà luộc. Lâu Doanh nhảy từ trên bệ xuống, nhân viên thu dọn thấy thế thì sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hét lên, xác chết vùng dậy, rồi bọn họ cứ thế lăn lê bò toài chạy trối chết. Lâu Doanh đón Vạn Nhất từ tay Lục Cận Phong, rồi lại nhìn sang Sa Thành Nghị, không phải đã nói chỉ kích động anh ta chút thôi sao? Giờ thì hay rồi, làm người ta ho ra máu rồi ngất xỉu luôn. Sa Thành Nghị tỏ vẻ oan uống, là cô nghĩ ra trò mèo này đó chứ, liên quan gì tới tôi? Chương 513, chỉ thích trai đẹp. Tất cả đều là một vở kịch của Lâu Doanh và Sa Thành Nghị, mục đích chỉ là để kích thích Vạn Nhất, có lẽ nó thực sự có thể kích thích một cách bình thường. Về phần Bạch Phi Minh và Tô Yên, Sa Thành Nghị thật sự không ngờ bọn họ sẽ quay lại nhanh như vậy. Vở kịch được nửa chừng, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, mà càng không có thời gian để giải thích, vì vậy bọn họ chỉ đành tiếp tục diễn. Hú hồn một phen, Bạch Phi Minh và Tô Yên cảm thấy như đang đi xe qua sườn núi. Nhịp tim cứ lên xuống thất thường. Vạn Nhất hôn mê bất tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời anh ta được đưa vào nằm trong phòng, việc kích thích có thành công hay không chỉ sau khi tỉnh lại mới biết được. Sa Thành Nghị đưa cho Lâu Doanh loại thuốc mà Bạch Phi Minh mang về, đồng thời lấy ra một ít thành phần dược liệu để pha chế thuốc. Cả Tô Yên và Lâu Doanh đều phải sau 12 tiếng mới được tiêm lại. Lúc này, Tô Yên cũng phản ứng lại. Cô liếc nhìn Lục Cận Phong, ngay từ đầu anh đã biết bọn họ diễn trò à? Khi Lục Cận Phong nghe tin Lâu Doanh qua đời, anh không phản ứng gì. Nhìn ra rồi đó.
Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị quen nhau bao nhiêu năm rồi? Nhưng anh còn chưa kịp nói cho Tô Yên biết thì cô đã đi thẳng đến nhà xác, cho nên cũng không trách anh được. Sau khi Tô Yên tiêm liều thuốc đầu tiên, cô có chút buồn ngủ, Lâu Doanh được cứu, phần còn lại giao cho Sa Thành Nghị, cô không có gì phải lo lắng, bèn cùng Lục Cận Phong trở về khách sạn. Lục Cận Phong mua một ít đồ ăn thanh đạm, nói Yên Yên, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, em đừng tự coi nhẹ tính mạng của mình. Tô Yên biết Lục Cận Phong đang tức giận, nếu là cô thì cô cũng sẽ tức giận. Chồng à, em hứa với anh, đây nhất định là lần cuối cùng. Tô Yên đổi chủ đề, nở nụ cười tươi rói, chồng à, anh thật sự đã gài bom trên bến tàu rồi sao? Lừa bọn họ thôi. Lục Cận Phong lộ vẻ mặt ủ rũ, giả bộ tức giận, em đừng có đánh trống lảng, em nhất định phải nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Đừng giận mà, Tô Yên vòng tay qua cổ Lục Cận Phong lấy lòng. Nói, chồng à, em cũng là do hết cách, em có cách lấy được thuốc nhưng không thể trơ mắt nhìn Lâu Doanh chết như vậy. Nếu cô ấy chết thì cả đời này em sẽ cảm thấy không yên. Em ấy mà, Lục Cận Phong nói với Tô Yên bằng giọng lãnh đạm, đây là Tô Yên mà anh biết, nếu Tô Yên thật sự thờ ơ vô cảm thì đó mới không phải Tô Yên của anh. Đám Tần Nhã Hân đã về thành cổ, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày rồi trở về đế đô thôi. Lục Cận Phong không sợ Tần Nhã Phi. Anh chỉ ngại cô ta sẽ làm gì đó gây tổn thương đến Tô Yên. Thủ đoạn của người phụ nữ này rất khó lường. Em nghe lời anh, chỉ cần Lâu Doanh được cứu thì chuyến đi tới thành cổ này cũng coi như không uổng công. Tô Yên nói, chỉ có điều hiện tại trong lòng Tiểu Duy đầy dẫy hận thù, bất kể đó là nhân cách gì của nó cũng tràn đầy căm hận, em lo là nó sẽ gây ra chuyện gì đó. Cậu ấy không còn cơ hội nữa đâu. Tô Yên khó hiểu, ý của anh là, nửa giờ trước, anh đã bảo vệ Đông. Vệ Tây đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần. Tô Yên kinh ngạc, cô còn không biết Lục Cận Phong làm chuyện này. Nửa giờ trước, Vệ Đông và Vệ Tây còn đang canh giữ vùng hạ lưu sông Mân Giang, bọn họ bắt gặp Tô Duy đang nhảy sông hòng trốn, sau đó đã đi cả đêm để đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần. Nơi đó có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất trong nước, một khi vào thì đừng nghĩ tới chuyện trở ra. Chưa kể Lục Cận Phong còn đánh tiếng dặn dò bọn họ phải chăm sóc đặc biệt cho Tô Duy nữa. Nghe nói Tô Duy bị đưa đến bệnh viện tâm thần, Tô Yên chỉ nhíu mày không nói gì. Có lẽ đó là nơi phù hợp nhất với Tô Duy. Chỉ cần nghĩ đến kết cục của cậu ta là trong lòng cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng Tô Yên, Tô Duy vẫn luôn giống như một người em trai. Trên đời này không có thánh nhân, cho dù là vì việc lớn mà hy sinh người thân thì trong lòng cũng không phải không có cảm giác gì. Tô Yên ăn cái gì đó rồi chui vào trong chăn, chồng ơi, em buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát. Niềm vui lớn nhất của cô chính là anh luôn ở bên cạnh cô. Trong bệnh viện, Sa Thành Nghị rút kim châm trên vai ra, bôi thuốc lên, ngoại trừ hơi đau ra thì cũng không có cảm giác khó chịu nào khác. Cơ sở vật chất trong bệnh viện ở đây có hạn nên anh ta chỉ có thể quay lại đảo để chế thuốc, thời gian không còn nhiều, anh ta phải rời đi ngay lập tức. Bạch Phi Minh ân oán rõ ràng. Cô ta vì quá tức giận mà cắm một cây kim châm lên vai Sa Thành Nghị, để bày tỏ thành ý, cô ta đã đích thân tới tiễn như một lời xin lỗi. Sa Thành Nghị liếc nhìn Bạch Phi Minh, trông cô ta chẳng khác nào một tảng băng đang di chuyển, nói cô không tiễn thì hơn, tôi chịu không nổi. Vừa dứt lời, anh ta đã thấy Bạch Phi Phi thật sự xoay người quay trở lại bệnh viện. Sa Thành Nghị nhủ thầm, đúng là người phụ nữ lạnh lùng, ai lấy cô ta về làm vợ thì chắc mùa hè tiết kiệm được khối tiền điện điều hòa mất. Sau khi Lâu Doanh được tiêm một mũi thuốc, cơn sốt cũng bắt đầu hạ xuống, do tác dụng của thuốc nên cô ta cảm thấy buồn ngủ. Vạn nhất không sao, Lâu Doanh cũng trở về nghỉ ngơi một lát. Bạch Phi Minh mua cho Lâu Doanh chút đồ ăn, ăn một chút gì đó trước khi đi ngủ. Phi Minh, mình không còn sức đâu, cậu cho mình ăn đi. Lâu Doanh cũng biết cách nũng nịu. Mong muốn sống sót của Lâu Doanh khá mạnh mẽ, dù sao thì vừa rồi cô ta đã nói dối Bạch Phi Minh. Vì sợ Bạch Phi Minh sẽ nổi giận nên cô ta cứ giả vờ yếu đuối trước. Ngồi đi, Bạch Phi Minh đút cho Lâu Doanh từng miếng cháo cô vừa mua ở ngoài. Y tá dạo một vòng quanh phòng, trông thấy cảnh này, cô ta bật cười, đùa một câu, cô Lâu, bạn trai cô chu đáo thật đấy. Bạch Phi Minh ăn mặc như một người đàn ông, cho nên rất dễ bị hiểu lầm. Lâu Doanh không giải thích, mà nắm lấy tay Bạch Phi Minh, cười nói, Phi Minh nhà tôi là người đối xử với tôi tốt nhất. Bạch Phi Minh, y tá tỏ vẻ ngưỡng mộ, sau khi kiểm tra xong thì cô ta rời khỏi phòng. Bạch Phi Minh nói, mình ế một phần cũng là do cậu đấy.
hay là cậu lấy mình đi, để mình được tận hưởng cảm giác lúc nào cũng được ôm ấp bao bọc. Đừng vu hại mình vẫn rất bình thường nha. Cảnh Bạch Phi Minh và Lâu Doanh trong phòng tình cờ bị Từ Như Phúc nhìn thấy. Anh ta đi theo Bạch Phi Minh đến bệnh viện. Bạch Phi Minh, thậm chí còn không biết mình bị anh ta bám đuôi. Khi nhìn thấy Bạch Phi Minh và Lâu Doanh tán tỉnh nhau trong phòng, quả thực trong lòng Từ Như Phúc cảm thấy có chút không được thoải mái. Khi anh nhận ra điều này, anh ta cũng cảm thấy thật là khó tin, không phải anh ta thật sự thích đàn ông đấy chứ. Từ Như Phúc nhìn trộm một lúc rồi rời đi, khi trở về chỗ ở của mình, người bạn tốt Lương Nghi còn đang mặc quần đùi của anh ta ngồi chơi game. Hình ảnh Bạch Phi Minh hiện lên trong tâm trí anh ta, để kiểm chứng rằng mình có phải đã thích đàn ông rồi hay không, anh ta bèn đi tới chỗ Lương Nghi, nắm lấy tay anh ta. Lương Nghi sửng sốt một chút, Từ Như Phúc, cậu làm gì đấy? Hai thằng con trai với nhau mà lôi lôi kéo kéo. Từ Như Phúc nói, đừng nói gì cả, nhìn mình đi. Gì cơ? Lương Nghi còn chưa kịp phản ứng, Từ Như Phúc đã nhìn anh ta bằng ánh mắt gợi tình, ngay lập tức anh ta nổi hết cả da gà, nói, xùy xùy, Từ Như Phúc cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn mình, thấy ghê lắm. Từ Như Phúc vẫn nhìn chằm chằm Lương Nghi, hoàn toàn không có cảm giác như khi nhìn Bạch Phi Minh, chẳng lẽ anh ta chỉ có cảm giác khi nhìn trai đẹp. Lương Nghi có sợi râu mọc ở cằm, Từ Như Phúc nhìn thấy, chán ghét buông ra, đi cạo râu đi. Lương Nghi phản ứng lại, lập tức tự vệ, Từ Như Phúc, cậu đừng có mà lộn xộn, mình thích con gái, không thích ăn thịt đồng loại, cậu đừng có ra tay với mình, hai ta không có khả năng đó đâu. Từ Như Phúc, chương 514, mọi người đều là người đã có vợ. Đêm ngày càng sâu, Lâu Doanh đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực một ngạt khó chịu, cô bừng tỉnh. Gọi Bạch Phi Minh đang nằm sấp ngủ ở bên cạnh dậy theo. Phi Minh, mình không ngủ được nữa, mình vừa mới mơ thấy một giấc mơ, trong đó mình thấy gà luộc khỏi bệnh rồi. Bạch Phi Minh vẫn đang rất buồn ngủ, thuận theo hỏi, sau đó thì sao? Sau đó khi anh ta biết chuyện hai tụi mình đã lãnh giấy kết hôn, cứ luôn miệng nói là mình lừa gạt con trai nhà lành, nói cái gì mà không giữ lời. Cậu đúng là có thể xem là lừa gạt người ta. Bạch Phi Minh đổi tư thế. Ngồi thẳng dậy, trước đó Tô Yên đã nói thế nào? Vạn nhất là kiểu người không có ý thức độc lập, một khi mà vạn nhất không muốn, trên pháp luật, cuộc hôn nhân của hai người cũng không có hiệu lực. Lâu Doanh nói, còn không phải là vì mình tưởng mình sắp chết rồi, cảm thấy mắc nợ, nên mới trong lúc nhanh miệng lỡ nói ra là đi lãnh giấy kết hôn sao, ai biết mẹ nó anh ta lại tốc độ như vậy, dọn cả cục dân chính qua, để hai tụi mình lãnh giấy ngay tại chỗ. Bạch Phi Minh nghiêm túc hỏi, Lâu Doanh, nếu vạn nhất thật sự khỏi bệnh rồi, cậu định làm thế nào? Nếu như anh ta khỏi rồi, đương nhiên là ai về nhà nấy. Lâu Doanh cào cào tóc, nói thực ra mình ấy mà, vẫn chưa thật sự chuẩn bị tốt để kết hôn, nếu như anh ta khỏi rồi, vậy mình cũng không còn nợ nần gì nữa. Bạch Phi Minh nhìn chằm chằm Lâu Doanh một lúc, tổng kết lại, Tô Yên tổng kết rất đúng, tồi tệ. Trước đây thì ăn sạch rồi không thừa nhận, bây giờ lãnh giấy kết hôn rồi cũng không muốn thừa nhận. Lâu Doanh. Phi Minh, rốt cuộc cậu đứng về phía nào vậy? Lâu Doanh nói, lúc nãy mình mơ thấy tự gà luộc muốn ly hôn với mình, anh ta còn cười nhạo mình, nói mình lừa gạt anh ta. Nếu anh tỉnh táo lại, thật sự cười nhạo mình, không chịu thừa nhận, vậy mình sẽ mất mặt lắm. Vì vậy mình quyết định rồi, mình phải ra tay trước thì tốt hơn. Cậu định làm thế nào? Đầu tiên là tìm một hacker, hack vào hệ thống của cục dân chính, đổi giấy kết hôn của tụi mình thành giấy ly hôn. Hoặc là trực tiếp xóa đi hồ sơ kết hôn của bọn mình, cậu cảm thấy cách này của mình thế nào? Lâu Doanh cảm thấy làm như vậy thật sự rất tuyệt, nói chung cũng chỉ có mấy người biết tụi mình đã lãnh giấy kết hôn, cậu không nói, mình không nói, không phải là sẽ không ai biết sao? Bạch Phi Minh tưởng rằng Lâu Doanh nói đùa, bởi vì Lâu Doanh thường hay nghĩ sao nói vậy, nên Bạch Phi Minh cũng không để tâm, cô ta thật sự quá buồn ngủ rồi, nên nói, tùy cậu vậy, mình ngủ một lúc đã, buồn ngủ quá. Dù sao Lâu Doanh cũng không ngủ được, cô cứ nghĩ đến trong giấc mơ vạn nhất cười nhạo cô, nói mấy lời như cô nhân lúc anh ta bị ngốc mà lừa gạt anh ta, trong lòng vốn đã thích anh ta từ lâu như lại không thừa nhận, sự tự tôn đáng chết của Lâu Doanh lại quấy phá. Cô tuyệt đối không thể để vạn nhất có cơ hội cười nhạo mình, lịch sử đen này đủ để anh ta cười nhạo cô cả đời. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Lâu Doanh cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm bạn tốt trong danh bạ, phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy. Cô cũng quen được vài hacker. Người thuộc phái hành động, nói làm là làm ngay. Nhưng Lâu Doanh có thế nào cũng không ngờ được,
những lời nói vừa rồi của cô đã lọt vào trong tai người nào đó. Ở trước cửa phòng bệnh, Vạn Nhất đã đứng một lúc lâu, nghe thấy hết tất cả những lời của Lâu Doanh không sót một chữ. Lúc này, trong mắt Vạn Nhất lóe lên ánh sáng, giống như một con hồ ly già giảo hoạt. Vạn Nhất trở về phòng bệnh của mình, gọi điện thoại cho Lục Cận Phong. Ở trong khách sạn, Lục Cận Phong đang ôm Tô Yên ngủ say sưa, nghe thấy tiếng chuông, anh hơi nhíu mày, vì không muốn ổn đến Tô Yên, anh cầm điện thoại lên nghe, ai vậy? Lục Cận Phong không nhìn người gọi đến. Đại ca, giúp em một chút, vợ em muốn trở mặt không chịu nhận, Vạn Nhất nói sơ lược những gì anh ta vừa nghe lén được. Điều Lục Cận Phong quan tâm không nằm ở những gì Lâu Doanh nói, mà là ở chỗ, mấy người xa thành nghị kích thích cậu một chút, lại thật sự kích thích cho cậu khỏi bệnh rồi, quả nhiên vẫn là phương thuốc dân gian có hiệu quả. Vạn Nhất, đại ca, đây không phải là trọng điểm, vợ em muốn ly hôn với em. Lúc kết hôn không bàn bạc với anh ta, bây giờ ly hôn cũng không định bàn bạc với anh ta, Vạn Nhất bỗng nhiên cảm thấy, anh ta làm đàn ông thật thất bại. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên ở bên cạnh bị ồn đến lật người tiếp tục ngủ, nói với Vạn Nhất ở bên kia điện thoại, cậu làm ồn đến giấc ngủ của vợ tôi rồi. Nói cứ như ai đó không có vợ vậy. Vạn Nhất khóc không ra nước mắt, đại ca, chi phí trong một năm sắp tới của ám dạ, em bao? 5 năm. Đúng là giờ công phu sư tử ngoạm. Không, đây chắc chắn là thừa nước đục thả câu. Vạn Nhất cò kè mặc cả, 3 năm. 7 năm. Đại ca, người ta đều là trả giá, sao anh còn nâng giá? 9 năm. Vạn Nhất mau chóng nói, 5 năm, chốt kèo. Chốt kèo. Vạn Nhất có cảm giác lại bị lừa vào chồng rồi. Đại ca, anh nhanh một chút, vợ em đang tìm hacker rồi. Lục Cận Phong đáp một tiếng rồi cúp điện thoại. Việc chuyên nghiệp thì phải tìm người chuyên nghiệp. Trong ám dạ, người có kỹ thuật hack giỏi nhất không phải là Hạ Huy, mà là Lục Cận Phong. Vì để không ồn đến Tô Yên, động tác của Lục Cận Phong rất nhẹ nhàng, anh lấy máy tính ra, hack vào hệ thống. Hacker mà Lâu Doanh dùng giá cao để thuê, sau khi hack vào hệ thống thì không điều tra được gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lâu Doanh nhận được điện thoại của đối phương, người đó nói, cục dân chính không có tên của cô bảo tôi sửa thế nào được, chuyện này tôi không làm được. Không có tên, sao lại vậy, nhất định là do kỹ thuật của anh không tốt, anh mau trả lại tiền cho tôi. Việc có làm được hay không không quan trọng là phải lấy lại tiền về. Đối phương, tôi chưa thấy ai keo kiệt như cô. Lâu Doanh hừ lạnh một tiếng, quen biết lâu như vậy, đừng ép tôi phải đến tận nơi đòi. Được rồi, tôi gửi lại tiền vào tài khoản của cô. Danh tiếng trong giang hồ của Lâu Doanh rất không tốt. Không thể chọc, mọi người đều chỉ có thể tránh né. Lâu Doanh nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, tiền đã về tài khoản, đang định tìm người khác làm, thì nghe thấy Vạn Nhất đang khóc điên khùng, chị ơi, chị chưa chết, thật là tốt quá, hu hu, hù chết em rồi. Lâu Doanh vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Vạn Nhất đang xông thẳng về phía mình, nhào lên người cô. Cái tên ngốc này, eo của tôi. Chương 515, giả heo ăn thịt hổ. Vạn Nhất nhào thẳng đến đè Lâu Doanh dưới thân, sức nặng mấy chục ký, cộng thêm lực đẩy, thật chẳng phải đùa. Lâu Doanh cảm thấy eo mình sắp nứt rời rồi, đau đến đầy mày của cô nhíu chặt lại. Chị tiên nữ, em không cố ý đâu. Vạn Nhất vội vàng bò dậy khỏi người Lâu Doanh, không sao chứ. Để em xem. Nói xong, Vạn Nhất đã kéo áo Lâu Doanh lên, kiểm tra xem eo cô ta có phải bị thương thật hay không. Eo của Lâu Doanh rất nhỏ, chỉ khoảng 60cm, không hề có chút thịt dư, làn da trắng nõn, áo kéo hơi cao, đúng lúc có thể nhìn thấy chỗ không nên thấy. Mặt của Vạn Nhất lập tức đỏ lên. Lâu Doanh cũng không ngờ Vạn Nhất lại kéo áo cô, cũng ngại ngùng đến đỏ bừng tai, mau chóng kéo lại áo xuống, tên ngốc này, nhân cơ hội sàm sỡ em à. Đứng thẳng lên cho em, không được nhúc nhích. Vạn Nhất lập tức nghe lời đứng dậy, học theo nụ cười ngốc nghếch trước đó, không đúng, anh ta cười còn ngốc hơn trước đó nữa, anh ta cắn ngón tay, nước bọt thuận theo ngón tay chảy xuống, gọi một tiếng, vợ ơi. Chết rồi, sao lại càng ngốc hơn thế này? Hai tay Lâu Doanh ôm lấy mặt Vạn Nhất, ai oán một tiếng, đáng lẽ em không nên kích thích anh, giờ phải làm sao đây? Vợ à, anh đói rồi, muốn uống sữa. Lúc Vạn Nhất nói, hai mắt nhìn chằm chằm trước ngực Lâu Doanh. Hai tay Lâu Doanh che trước ngực, em không có sữa. Vừa dứt lời, Lâu Doanh hận không thể đánh cho mình một bạt tai, cô nói gì vậy chứ? Em pha sữa bột cho anh.
Lâu Doanh quyết định vẫn không nên so đo với tên ngốc này. Lâu Doanh xuống giường đi pha sữa bột, Vạn Nhất ngoan ngoãn ngồi ở mép giường nhìn, sau khi anh ta tỉnh lại đã nhớ ra mình và Lâu Doanh đã lãnh giấy kết hôn rồi, trong lòng anh ta không cần nói là có bao nhiêu phấn khích. Nhưng sự phấn khích đó không qua được 3 giây, anh ta đã nghe thấy vợ mình nói muốn ly hôn với anh ta. Vạn Nhất quen biết với Lâu Doanh nhiều năm như vậy, cũng rất hiểu con người cô, bình thường nhìn cô tùy tiện cầu thả, cái gì cũng không sợ, nhưng thực ra trong lòng cũng sẽ có lúc sợ hãi, vẫn rất sĩ diện. Nếu không phải anh ta vì cứu cô nên mới bị sét đánh đến ngốc, Lâu Doanh lại không còn bao nhiêu ngày, có lẽ đợi đến lúc trời đất già cằn cỗi cũng chưa lấy được tờ giấy kết hôn này. Tờ giấy kết hôn này là do anh ta bị sét đánh để đổi lấy, sao có thể dễ dàng ly hôn vậy được? Lúc Vạn Nhất đang suy nghĩ, Lâu Doanh đã pha xong sữa bột, đưa qua cho anh ta, tự mình uống đi, em ngủ một lát đã. Lâu Doanh nằm xuống giường, Vạn Nhất ôm lấy bình sữa cũng nằm xuống theo. Anh làm gì vậy? Lâu Doanh giật mình ngồi bật dậy. Vạn Nhất cười hi hi, anh muốn nằm trong lòng vợ uống sữa, giống như trong TV, mấy bạn nhỏ khác đều như vậy. Lâu Doanh phát điên, cô quyết định sau này sẽ không cho Vạn Nhất xem TV nữa. Anh ngồi đó uống đi, em ngủ đây. Không, anh muốn nằm trong lòng vợ uống sữa. Lâu Doanh, lời này sao nghe vào tai lại khiến người ta dễ hiểu lầm thế. Vẻ mặt Vạn Nhất kiên trì, Lâu Doanh không còn cách nào với anh ta, nên thỏa hiệp, nằm đi nằm đi. Vừa nghe thấy câu này, Vạn Nhất lập tức vui vẻ, nằm xuống, dựa sát vào Lâu Doanh. Anh ta phải quý trọng mỗi một giây phút kề cận bên Lâu Doanh như bây giờ, nếu sau này để cô phát hiện anh ta giả ngốc, nói không chừng anh ta sẽ bị đánh cho ngốc thật luôn. Vạn Nhất ôm bình sữa nằm trong lòng Lâu Doanh, Lâu Doanh buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, tay cô đặt lên vai Vạn Nhất, lúc có lúc không khẽ vỗ, cảnh tượng này thật rất giống như mẹ đang dỗ con ngủ. Dù Vạn Nhất rất buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên bất động. Chẳng bao lâu sau, Lâu Doanh đã ngủ thật rồi. Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Vạn Nhất cẩn thận xoay người, quay mặt về phía Lâu Doanh. Lâu Doanh trong lúc ngủ đã thu lại hết sự sắc bén thường ngày, cũng có chút mùi vị của phụ nữ. Gương mặt trắng nõn, làn da chạm vào là vỡ, vừa nghĩ đến việc Lâu Doanh đã là vợ của mình, trong lòng Vạn Nhất lại vô cùng vui vẻ. Đây là giây phút tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh ta. Đúng là một cô bé ngốc. Vạn Nhất cẩn thận lén hôn một cái lên môi Lâu Doanh. Gần đến trưa, Tô Yên và Lục Cận Phong mới đến bệnh viện thăm. Lúc này Lâu Doanh đã dậy rồi, Vạn Nhất vẫn tiếp tục ngốc, ngồi xếp bằng trên đất chơi xếp gỗ. Tô Yên nhìn Vạn Nhất một cái, hỏi, vẫn chưa khỏi sao? Chưa khỏi, ngược lại còn ngốc hơn. Lâu Doanh bĩu môi, nói, sau này vẫn đừng nên tin Sa Thành Nghị nữa, anh ta là một tên lang băm. Ai nói tôi là lang băm? Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Sa Thành Nghị cả đêm không chợp mắt, điều chế thuốc suốt cả đêm, rồi lại lập tức chạy đến đây, nhất định phải tiêm mũi thuốc thứ hai cho Tô Yên và Lâu Doanh trong 12 tiếng. Sa Thành Nghị lấy thuốc đã điều chế ra, đưa cho Tô Yên và Lâu Doanh mỗi người một liều, nói với Lâu Doanh, nếu không có lang băm là tôi đây, có lẽ cô đã không thể đứng ở đây nói chuyện rồi. Lâu Doanh cầm lấy thuốc, nói cảm ơn, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ gà luộc còn ngốc hơn trước đó, đều là do ý kiến tồi của anh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người không có lý lẽ như cô đó, rõ ràng là ý kiến tồi của cô mà. Lục Cận Phong ở một bên nhìn về phía Sa Thành Nghị, mở miệng nói, cậu khám kỹ cho Vạn Nhất, làm một cuộc kiểm tra toàn diện, xem coi có thể cứu được hay không. Vạn Nhất đang chơi xếp gỗ, trong lòng lộp bộp một cái, anh ta vừa mới bị gài bẫy phí tiêu dùng 5 năm rồi, đây rõ ràng là lại đang chơi anh ta mà. Vạn Nhất âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Lục Cận Phong, Lục Cận Phong xem như không nhìn thấy, ôm lấy Tô Yên, tiếp tục nói với Sa Thành Nghị, đúng rồi, lúc cậu về đảo thì thuận tiện đến Nga một chuyến để đặt thiết bị về luôn, thiết bị huấn luyện trước đó nên đổi rồi. Đổi thiết bị. Sa Thành Nghị nghi ngờ, không phải năm ngoái mới đổi thiết bị sao, vẫn còn rất mới mà, đổi thiết bị cần không ít tiền đó, cậu đốt tiền như vậy, vốn lưu động của ám giả cũng không đủ đâu. Tiền của tôi, cậu không cần nhọc lòng, cứ đi đặt hàng là được. Lục Cận Phong liếc Vạn Nhất một cái, nói một cách sâu xa, vì sự phát triển của ám giả, sau này mỗi năm đều sẽ đổi. Trong lòng Vạn Nhất đang rỉ máu, đó là tiền của anh ta đấy. Lâu Doanh nói một cách sùng bái, anh rể. Anh thật là giàu có và khí phách. Lâu Doanh từng nhìn thấy thiết bị huấn luyện của ám dạ, đã là đỉnh nhất rồi, mấy thứ đó đều là tiền, mỗi năm đều đổi,
vậy thì phải đốt bao nhiêu tiền chứ? Lục Cận Phong cười cười, chuyện nhỏ thôi. Vạn nhất, người thật sự giàu có và khí phách là anh ta mà. Chỗ này giao cho hai người nhé, tôi đưa Yên Yên đi dạo thành cổ. Hai người này an nhàn thoải mái, giống như thật sự ra ngoài du lịch vậy. Đi ra khỏi bệnh viện, Tô Yên hỏi, anh lén em giấu quỹ đen sao? Bà xã, anh nào dám? Trong mắt Lục Cận Phong tràn đầy sự yêu chiều, nói có người trả tiền. Ai, Tô Yên nói, ai lại ngốc như vậy, coi tiền như rác. Lục Cận Phong, anh xem em là con nít 3 tuổi à? Vạn nhất trả tiền, Lục Cận Phong nói, anh giúp cậu ta giữ vợ, cậu ta bỏ ra chút máu cũng là điều nên làm. Tô Yên nghe đến mở mịt, ý anh là sao? Nửa đêm hôm qua Vạn nhất gọi điện thoại cho anh. Lục Cận Phong kể sơ lược sự việc, sau khi Tô Yên kinh ngạc, thì lại cảm thấy dở khóc dở cười, ông xã, anh thật đủ ác, thừa nước đục thả câu, quả nhiên gần mực thì đen, chiêu giả heo ăn thịt hổ này của Vạn nhất là học theo anh đúng không? Lúc trước Tô Yên cũng bị Lục Cận Phong lừa gạt như vậy, nếu cô sớm biết thân phận thật sự của Lục Cận Phong, làm sao dám có những chuyện sau này chứ? Tô Yên vừa dứt lời, ánh mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở con đường đối diện. Trái tim Tô Yên siết lại, ông xã, là Tần Nhã Hân. Chương 516, Lục Cận Phong ngả bài với Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân đang theo dõi hai người một cách quang minh chính đại. Cô ta có chắc đây không phải là đang tìm cái chết không? Lục Cận Phong giả vờ như không nhìn thấy Tần Nhã Hân, bóp tay Tô Yên, em trở về bệnh viện trước, đi cùng với Sa Thành Nghị. Còn anh thì sao? Tô Yên nói, Tần Nhã Hân rất gian xảo, một mình cô ta xuất hiện ở đây có thể là một cái bẫy, tối hôm qua Chu An bị mắc bẫy rồi, nói không chừng thẹn quá hóa giận, hôm nay ra tay với anh thì sao? Ông xã em còn sợ bọn họ không dám đến đây này. Lục Cận Phong cong môi, ngoan, nghe lời, em về bệnh viện trước, ở cùng với bọn họ, anh sẽ yên tâm hơn một chút. Tô Yên còn muốn nói gì đó, Lục Cận Phong đã nói, yên tâm, tối qua anh đã điều một đám người của ám dạ đến đây rồi. Vừa nghe nói Lục Cận Phong không chỉ có một mình, Tô Yên cũng yên tâm hơn. Em đợi anh trở về. Lục Cận Phong sờ mặt Tô Yên, cười cười, lên xe rời đi. Lục Cận Phong vốn định ở thành cổ với Tô Yên vài ngày, sau khi trở về đế đô mới trừng trị Tần Nhã Hân, báo thù cho mẹ. Nhưng nếu đối phương đã không kịp chờ đợi như vậy, vậy thì anh đành đánh nhanh thắng nhanh vậy. Sau khi lên xe, Lục Cận Phong ấn gọi một số điện thoại, đã có kết quả chưa? Đã có rồi, còn một tiếng nữa là tôi đến chỗ anh. Lãnh Phùng ở bên kia điện thoại nói, tôi đã lấy được giám định cha con của Tần Chấn Lâm và Hứa Nguyên rồi, kết quả chứng minh hai người họ đúng là cha con ruột. Hơn nữa thông tin từ cơ sở dữ liệu cho thấy, dấu vân tay của Hứa Nguyên trùng với hồ sơ mà Tần Nhã Hân để lại trong cục trước kia, tôi đã lấy được lệnh bắt giữ rồi. Trước đó tóc bị đánh cháo, kết quả giám định xảy ra sai sót, vì để không đánh rắn động cỏ, Lục Cận Phong và Lãnh Phùng đều không có hành động gì. Lục Cận Phong dẫn Tô Yên đến thành cổ, một là để Tô Yên giải sầu, hai là để gây rối suy nghĩ của Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân ở trong bệnh viện lâu như vậy, viện cớ lấy máu có lẽ sẽ để lại dấu vân tay, việc này đều không khó. Mấy hôm nay, Lãnh Phùng vẫn luôn đợi kết quả có rồi, anh ta lập tức đưa người đến thẳng thành cổ bắt người. Được, gặp nhau ở nhà hàng Hoa Anh Đào, Lục Cận Phong nói, ra tay ở ngay đó. Được. Sau khi cúp điện thoại, Lục Cận Phong phát hiện Tần Nhã Hân thật sự đi theo mình, với sự quan tâm của Chu An đối với Tần Nhã Hân, chắc sẽ không có khả năng anh ta để cô ta một mình ra đây. Lục Cận Phong lại lập tức gọi điện thoại, Hạ Huy, loại bỏ cái đuôi phía sau đi. Sau khi Hạ Vũ trông giữ mà lại để mất dấu Tần Nhã Hân, gã bị phạt đến Châu Phi, Hạ Huy dẫn theo vài người cũng đã đến thành cổ, âm thầm phụ trách sự an toàn của mọi người. Lục Cận Phong đoán không sai. Chu An đúng là đã phái hai người âm thầm đi theo Tần Nhã Hân, cũng là để bảo vệ. Tần Nhã Hân gai mắt với Chu An, vì vậy Chu An không để Tần Nhã Hân biết, anh ta phái người âm thầm bảo vệ cô ta. Hạ Huy rất nhanh đã tìm ra người âm thầm bảo vệ Tần Nhã Hân, ở ngay ngã tư, Hạ Huy lái xe ra khỏi đầu đường, trực tiếp ép chiếc xe của hai người đang âm thầm đi theo bảo vệ Tần Nhã Hân dừng lại. Lái xe kiểu gì vậy, có biết lái không đấy? Hạ Huy cười híp mắt, thật ngại quá. Phanh xe không ăn, yên tâm, xe của hai người, tôi nhất định sẽ đền, tiền thuốc men của hai người, tôi cũng sẽ trả. Chiếc xe bị đụng không nghiêm trọng lắm, hai người đó thấy mất dấu Tần Nhã Hân, trong lòng gấp gáp, cũng không muốn dây dưa với Hạ Huy nữa. Bỏ đi,
hai người đó khởi động xe chuẩn bị đuổi theo Tần Nhã Hân. Hạ Huy lập tức ra hiệu cho người của mình, cười nói, sao có thể bỏ đi được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, nếu không lương tâm của tôi sẽ không yên. Hạ Huy vốn dĩ không cho hai người kia cơ hội, trực tiếp kéo họ lên xe đi. Tần Nhã Hân không hề biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, hôm nay cô ta lén chạy ra ngoài, chỉ là muốn nhìn Lục Cận Phong một chút. Lúc đầu Tần Nhã Hân không định đi theo gần như vậy, khi thấy Lục Cận Phong chỉ còn lại một mình, cô ta mới đi theo mãi. Lục Cận Phong là người đàn ông mà Tần Nhã Hân có nằm mơ cũng muốn có, từ khi cô ta mới chớm biết yêu, cả trái tim đã luôn treo lên người Lục Cận Phong. Từ năm 16 tuổi đến 26 tuổi, trong suốt 10 năm, cô ta đã mến mộ anh ròng rã 10 năm. Lúc cô ta đi du học đã luôn mong chờ mau chóng tốt nghiệp, cô muốn trở về bên cạnh anh, dựa vào thân phận là em gái của Tần Nhã Đan, cô ta tin rằng Lục Cận Phong nhất định sẽ đối xử với cô ta đặc biệt hơn với người thường. Cô ta đã mơ giấc mộng làm mợ Lục ròng rã 10 năm rồi. Xe của Lục Cận Phong dừng trước cửa nhà hàng Hoa Anh Đào, sau khi anh xuống xe thì đi thẳng vào trong. Tần Nhã Hân vẫn luôn đi theo sau bóng lưng đó, cũng đi vào nhà hàng Hoa Anh Đào. Nhà hàng Hoa Anh Đào có tổng cộng 3 tầng, tòa nhà kiến trúc bằng gỗ kiểu cũ, giữa hai ngôi nhà có một khe suối, suối chảy róc rách, trên tường trong phòng có treo các loại hoa khác nhau. Hoàn cảnh tao nhã, dễ chịu. Lục Cận Phong lên tầng 3, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Tần Nhã Hân vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Góc nghiêng của Lục Cận Phong vô cùng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng. Đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lục Cận Phong cởi hai nút áo sơ mi, để lộ một phần lồng ngực, lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra sức hút nam tính của đàn ông trưởng thành, quả thực ra một hormone di động, có thể khiến người ta phát điên, mê muội. Tần Nhã Hân giống như bị cái gì câu dẫn, mất đi hồn phách, nhấc chân bước lên cầu thang, đi từng bước lên tầng 3. Lúc Lục Cận Phong đóng thực đơn lại, Tần Nhã Hân xuất hiện trước mặt anh với thân phận của Hứa Nguyên. Anh Lục, thật trùng hợp, anh cũng đến thành cổ du lịch à? Tần Nhã Hân to bụng, trên mặt nở nụ cười. Lục Cận Phong hờ hững liếc cô ta một cái, anh nhìn Tần Nhã Hân, trong đầu hiện ra hình ảnh Trần Tố Anh bị đâm chết. Cô Hứa, ngồi đi. Trên mặt Lục Cận Phong không có biểu cảm gì. Tần Nhã Hân hơi được yêu ái mà lo sợ, cười ngồi xuống. Anh Lục, sao chỉ có một mình anh vậy, Tô Yên đâu? Tần Nhã Hân biết rõ còn hỏi. Trước khi lớp thân phận thật mỏng manh này chưa bị chọc thủng, thì cô ta phải tiếp tục giả ngốc. Yên Yên không ở đây, có những lời tôi mới tiện nói với cô Hứa. Ánh mắt của Lục Cận Phong khóa chặt Tần Nhã Hân, cô Hứa đến một mình à? Một mình, tôi ra ngoài giải sầu một chút, không ngờ lại gặp được anh Lục ở đây. Trong lòng Tần Nhã Hân như nai con chạy loạn, có lời gì mà vợ anh không thể nghe? Lục Cận Phong muốn nói một vài lời riêng với cô ta. Tần Nhã Hân nghĩ đến mấy tấm ảnh mà cô ta gửi cho Lục Cận Phong, nhất định là mấy tấm ảnh đó khiến Lục Cận Phong bất mãn với Tô Yên rồi. Nhất định là vậy. Nghĩ đến đây, Hứa Nguyên tinh ý nói, anh Lục, có tâm sự gì, anh có thể nói với tôi. Trong lòng tôi đúng là có một chuyện, ánh mắt nghiêm nghị của Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tần Nhã Hân, chuyện này chỉ có cô Hứa có thể giúp được tôi thôi. Tần Nhã Hân tò mò, chuyện gì vậy? Nhiều tháng trước, mẹ tôi bị người ta giết hại. Hung thủ đến bây giờ vẫn còn tự do ngoài vòng pháp luật. Mắt Lục Cận Phong sáng như đuốc, cô Hứa, giết người đền mạng, không biết cô có thể thay tôi làm sáng tỏ chuyện này hay không? Nghe vậy, Tần Nhã Hân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên đứng bật dậy. Anh Lục, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, chuyện này, tôi không thể giúp được anh, tôi đã hẹn với bạn rồi, còn có việc, tôi đi trước đây. Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong gọi ra tên của Tần Nhã Hân, cô tưởng hôm nay cô có thể rời khỏi đây được sao? Ba chữ Tần Nhã Hân khiến cả người Tần Nhã Hân chấn động. Anh Lục, anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Hứa Nguyên mà. Tôi vốn định giữ cô lại thêm vài ngày, trở về đế đô rồi mới dùng mạng của cô để tế mẹ tôi, nhưng cô quá gấp gáp, vậy thì hãy kết thúc tất cả trong hôm nay đi. Chương 517, Lục Cận Phong đâm xuyên qua tay của Tần Nhã Hân. Lục Cận Phong vừa dứt lời, cửa phòng bao cạnh cửa sổ bị người ta đóng lại từ bên ngoài, Tần Nhã Hân muốn rời đi, vậy thì chỉ có thể nhảy xuống từ cửa sổ. To bụng nhảy từ tầng 3 xuống, không chết cũng tàn phế. Đương nhiên Tần Nhã Hân sẽ không lựa chọn cách ngu ngốc như thế này. Anh Lục, anh đây là có ý gì? Tần Nhã Hân bình tĩnh lại, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cố gắng nở ra nụ cười, tôi thật sự nghe không hiểu lời của anh Lục, tôi tên Hứa Nguyên,
không phải là Tần Nhã Hân. Không cần gấp, một lát cô sẽ hiểu ngay thôi. Ánh mắt của Lục Cận Phong rất lạnh, ngồi xuống đi. Ánh mắt của Lục Cận Phong khiến Tần Nhã Hân có cảm giác đứng ngồi không yên, cơ thể run lên, anh Lục, anh thật sự nhận nhầm người rồi, tôi không biết Tần Nhã Hân là ai cả. So với chị cô vẫn kém xa. Lục Cận Phong nhàn nhã rót một ly trà, lạnh lùng nói, cô ấy làm việc quang minh lỗi lạc hơn cô. Tần Nhã Hân, tôi có 100 cách để làm chết cô, bóp chết cô chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi. Sở dĩ tôi giữ lại cô đến bây giờ là bởi vì Tần Chấn Lâm cũng là cha của Yên Yên, nếu là mấy năm trước, tôi đã khiến xác chết của cô nằm ở đầu đường rồi. Sau khi gặp Yên Yên, tôi cũng không muốn tay mình dính máu nữa, đây là lần cuối cùng. Trước khi Trần Tố Anh xảy ra chuyện, Lục Cận Phong chẳng để Tần Nhã Hân vào trong mắt. Lời đã nói đến mức này rồi, Tần Nhã Hân có dẫy dụa thêm thế nào cũng không còn tác dụng nữa. Rốt cuộc anh làm thế nào phát hiện ra em? Tần Nhã Hân sờ mặt mình, em đã hoàn toàn thay đổi rồi, sao vẫn bị anh nhận ra? Lục Cận Phong bình thản nói, có câu nói rằng có những thói xấu không thể thay đổi. Câu này khiến Tần Nhã Hân không thể chịu nổi, sắc mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ, anh Cận Phong, ở trong mắt anh, em quá quát đến thế sao? Chẳng lẽ anh không hề có chút cảm tình gì với em sao? Đã từng có một giây phút nào anh yêu em chưa? Lời này vừa nói ra, Lục Cận Phong cũng cảm thấy buồn cười, cô nói sai rồi. Cái gì? Tần Nhã Hân ngẩn người. Cô không xứng lọt vào mắt tôi. Lời nói của Lục Cận Phong lạnh lùng vô tình, ngồi ở đây, đợi cảnh sát đến, đây là nể mặt đứa nhỏ trong bụng cô, tôi đã cho cô chút thể diện cuối cùng rồi. Nếu không, Lục Cận Phong chẳng cần phải kinh động đến cảnh sát, mà đã trực tiếp xử lý rồi. Tần Nhã Hân không phải là người ngồi yên chịu chết, vừa nghe thấy cảnh sát sắp đến, cô ta lập tức muốn chạy ra ngoài. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong híp lại, động tác vô cùng nhanh mà bắt tay Tần Nhã Hân lại, ấn lên trên bàn, cầm dao nĩa trên bàn lên, tay giơ lên dao hạ xuống, nhanh mạnh chuẩn, đâm xuyên qua mờ u bàn tay của Tần Nhã Hân, cố định tay cô ta ở trên bàn. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Tần Nhã Hân vang vọng trong cả nhà hàng Hoa Anh Đào. Máu tươi chảy thành dòng, thuận theo bàn mà chảy xuống, Tần Nhã Hân không dám nhúc nhích, đau đến không dám nhổ con dao ra. Đau, Tần Nhã Hân cắn răng, muốn nhổ ra, Lục Cận Phong không hề do dự, cố định luôn cả bàn tay còn lại của cô ta lên bàn. À, người trong cả nhà hàng Hoa Anh Đào đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như giết lợn, nhưng lại không có ai dám đến gần phòng bao của Lục Cận Phong, cũng không ai đến hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Ở trước cửa phòng bao có người của Lục Cận Phong trông giữ. Tần Nhã Hân khóc lóc nói, anh Cận Phong, sao anh có thể đối xử với em như vậy, em làm tất cả cũng đều là vì quá yêu anh, em thật sự không muốn làm tổn hại đến bác gái, tất cả những chuyện này đều là do Chu An làm, không liên quan đến em. Tần Nhã Hân hoảng sợ, lúc nói chuyện, mạch suy nghĩ loạn xạ cả lên. Lục Cận Phong vốn dĩ không hề muốn nói nhiều với Tần Nhã Hân, lãnh phùng thật sự đến rất đúng giờ, đúng một tiếng đồng hồ, không nhiều hay ít hơn một giây một phút nào. Lãnh Phùng đưa người vào phòng bao, trực tiếp còng tay Tần Nhã Hân. Khoảnh khắc đó, Tần Nhã Hân hối hận muốn chết, đáng lẽ cô ta không nên lén chạy ra ngoài. Cô ta quá nóng vội rồi, cô ta muốn gặp Lục Cận Phong, nếu cô ta có thể kìm lại sự nhớ nhung thì sẽ không lọt vào bẫy rồi. Nhưng Tần Nhã Hân giống như cho rằng người ta là đồ ngốc vậy, việc trừng trị cô ta theo pháp luật chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không có Chu An, Tần Nhã Hân căn bản không có khả năng tự bảo vệ mình. Lãnh Phùng căn dặn cấp dưới, áp giải cô ta lên xe, đưa thẳng về đế đô. Đội trưởng Lãnh, vậy tay của cô ta thì sao? Chúng ta chỉ phụ trách bắt tội phạm chạy trốn, những chuyện khác liên quan gì đến chúng ta? Lại đâu có chết được. Ý trong lời nói chính là, không quan tâm. Đàn em hiểu ý, hiểu rồi, đội trưởng Lãnh. Tần Nhã Hân bị đưa đi, Lãnh Phùng nhìn về phía Lục Cận Phong, chuyện này cũng xem như kết thúc rồi. Chỉ còn đợi phía tòa án mở phiên tòa thẩm vấn nữa thôi. Bây giờ Tần Nhã Hân là tội chồng tội, vượt ngục bỏ trốn. Vất vả rồi. Lục Cận Phong xoay xoay ly trà trong tay, sau đó uống cạn một hơi, lần này anh cũng xem như đã có lời giải thích với mẹ anh dưới suối vàng rồi. Lúc này, Sa Thành Nghị gọi điện thoại đến, tôi về đến đảo rồi, nói với cậu một tiếng. Yên Yên vẫn đang ở bệnh viện à? Sa Thành Nghị hoang mang. Không phải Tô Yên đi chung với cậu sao? Nghe vậy, sắc mặt Lục Cận Phong thay đổi, Yên Yên không có về bệnh viện sao?
Chương 518, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc Lục Cận Phong và Tô Yên tách ra, Tô Yên ở đã trước cổng bệnh viện, từ cổng bệnh viện đến phòng bệnh cũng chỉ mất có mấy phút, bây giờ đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi. Sau khi Lục Cận Phong cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Tô Yên, tắt máy rồi. Xảy ra chuyện rồi. Tô Duy đã được đưa đến bệnh viện tâm thần rồi, Tần Nhã Hân thì đã bị bắt đi, còn ai có thể ra tay với Tô Yên nữa? Lãnh Phùng nói có lẽ Tô Yên có việc, đi làm việc khác thôi, có thể điện thoại hết pin không chừng. Không có khả năng này. Lúc hai người ra khỏi khách sạn, Lục Cận Phong chắc chắn điện thoại của Tô Yên vẫn đầy pin. Về bệnh viện trước. Lục Cận Phong lập tức trở về bệnh viện, Lãnh Phùng cũng đi cùng. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cũng biết chuyện Tô Yên mất tích, hai người cũng xác định rằng chưa từng gặp qua Tô Yên, cũng đều tưởng rằng Tô Yên đã đi cùng với Lục Cận Phong. Lâu Doanh nói, anh rể, từ cổng bệnh viện đến đây chỉ có một quãng đường, đây là bệnh viện, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, gọi điện thoại thêm cho vài người để tìm thử xem. Bạch Phi Minh nói, trích xuất camera xem. Đây là cách nhanh nhất. Lãnh Phùng giữ chức vụ ở đế đô, có quy định là anh ta không thể xử án vượt khu vực, nhưng anh ta là người chấp hành pháp luật, mà khi nhìn thấy Lục Cận Phong hách thẳng vào trong hệ thống camera của bệnh viện, anh ta lại chẳng làm được gì. Vẻ mặt của Lãnh Phùng rất xoắn xuýt. Lâu Doanh nhìn anh ta một cái, đội trưởng Lãnh, anh quay đầu qua bên kia không nhìn không phải là được rồi sao, anh xoắn xuýt như vậy làm gì? Lãnh Phùng. Đây là bảo anh ta mở một mắt nhắm một mắt sao? Bạch Phi Minh nói một câu, pháp luật không thể loại bỏ tình người. Hai mắt Lãnh Phùng trừng to một cách ngạc nhiên, hơi khó tin khi nghe thấy lời nói này lại nói ra từ miệng của nữ thần băng sơn Bạch Phi Minh. Ba người đã làm việc chung một thời gian, Lãnh Phùng biết Lâu Doanh là một người rất nghĩa khí, lúc hành động có lúc sẽ giơ cao đánh khẽ, nhưng Bạch Phi Minh thì lại là người nói một không nói hai, nhiệm vụ đã giao cho cô ta thì cô ta sẽ chấp hành một cách hoàn hảo, công chính nghiêm minh. Đây là điểm mà Lãnh Phùng tán thưởng, nhưng cũng hơi e ngại. Là một người phụ nữ, máu lạnh quá cũng không tốt. Hôm nay, cuối cùng Lãnh Phùng cũng nhìn thấy một Bạch Phi Minh có máu có thịt. Lãnh Phùng lặng lẽ quay đầu đi, Lục Cận Phong đang điều tra tung tích của Tô Yên trên máy tính. Điều kỳ lạ là Lục Cận Phong đã xem hết một lượt tất cả các camera, thế mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tô Yên đâu cả. Anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Yên đúng là đã xoay người đi vào bệnh viện, sau đó biến mất ở khu vực không có camera, rồi không còn thấy xuất hiện nữa. Sắc mặt Lục Cận Phong rét lạnh, lập tức đứng dậy, bước chân vội vàng đi đến khu vực nơi Tô Yên biến mất. Mấy người Lâu Doanh cũng đi theo. Tô Yên biến mất ở lối đi giữa khoa cấp cứu và phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú ở tầng 1, Lục Cận Phong đã tra xem bốn phía, không thấy nơi nào khả nghi cả. Lục Cận Phong hỏi không ít y tá và bác sĩ, họ đều nói không có nhìn thấy Tô Yên, cũng không phát hiện có gì bất thường. Lúc này, Sa Thành Nghị đột nhiên hỏi, Lục Cận Phong, thuốc của Tô Yên là ở trên người cậu hay ở trên người cô ấy bắt buộc phải tiêm vào sau 12 tiếng. Bây giờ vẫn còn một tiếng đồng hồ. Lời này khiến sắc mặt Lục Cận Phong càng tối tăm hơn, cả người anh chìm vào trạng thái người lạ chớ gần. Thuốc ở chỗ tôi. Vậy thì gay gâu rồi, Sa Thành Nghị thấy sắc mặt Lục Cận Phong không tốt, lời nói sau đó cũng không nói tiếp nữa. Sắc mặt Lục Cận Phong lạnh lẽo, sẽ có hậu quả như thế nào? Sa Thành Nghị lắc đầu, tôi cũng không rõ nữa. Virus là do Tô Duy bỏ. Anh ta cũng không đoán được rốt cuộc mức độ nguy hiểm của virus này lớn đến thế nào, nói chung là tình hình không ổn. Lâu Doanh gấp gáp nói, vậy mau đi tìm chị ấy đi, trong một tiếng, lật cả thành cổ để tìm, dù sao cũng tìm ra mà. Bạch Phi Minh nói đúng chỗ ngứa, người của địa sát ở ngay gần đây, để bọn họ bắt đầu tìm từ chỗ họ, một công đôi việc. Vậy còn đợi gì nữa, Sa Thành Nghị, gà luộc giao cho anh đấy, chúng tôi đi tìm người đây. Lâu Doanh là người có tính cách nóng vội, Tô Yên đã vì cứu cô ta mà dùng mạng mình để đánh cược rồi, bây giờ Tô Yên xảy ra chuyện, chắc chắn cô ta sẽ là người xông lên phía trước. Nếu như đến lúc mà Tô Yên không kịp tiêm vào mũi thuốc thứ hai, không ai biết được sẽ có hậu quả gì. Homestay Hoa Uyển. Chu An vừa biết được người mình sai đi đã mất dấu của Tần Nhã Hân, đang khiển trách đàn em. Đám vô dụng các người, có một người mà cũng mất dấu được. Các người còn có thể làm được gì nữa? Đồ ăn hại. Chu An tức đến đá hết cái này đến cái khác. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi tìm đi. Đại ca Chu, chúng tôi nghi ngờ cô chủ bị người của ám dạ bắt đi, cả ngày cô chủ cứ luôn miệng nhắc đến Lục Cận Phong,
cô ấy đã đi theo dõi Lục Cận Phong rồi, đến bây giờ vẫn chưa về, chắc chắn là bị Lục Cận Phong bắt rồi. Với tính cách của Tần Nhã Hân, đúng là có khả năng sẽ đi tìm Lục Cận Phong. Lục Cận Phong ở ngay gần như vậy, Tần Nhã Hân mà có thể kìm nén trái tim sao động của mình mới là kỳ lạ đó. Chu An tức đến hận không để tát một cái để Tần Nhã Hân tỉnh, đã giết mẹ người ta rồi, còn muốn ở bên người ta, trong đầu cô ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù là bị Lục Cận Phong bắt rồi, vậy thì cũng phải tìm. Không cần tìm nữa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lục Cận Phong, sau đó cửa phòng bị đá ra. Khí thế Lục Cận Phong mạnh mẽ, giây phút anh cất bước vào khiến người khác không dám nhìn thẳng, đáy lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Phía sau Lục Cận Phong là Bạch Phi Minh và Lâu Doanh, còn có Lãnh Phùng. Ai ai cũng đều biết đánh nhau, sức mạnh vô cùng lớn. Đây là muốn tiêu diệt nhóm của anh ta sao? Thế trận này, vô địch rồi. Chu An nuốt một ngụm nước bọt, sâu dưới đáy mắt lướt qua tia hoảng sợ, lời nói ra cũng lắp bắp Lục. Lục Cận Phong, đội trưởng Lãnh, gần đây tôi luôn tuân thủ pháp luật, đâu có phạm tội gì, sao, sao mọi người lại đến đây? Giọng Lục Cận Phong lạnh lẽo, có phải anh đã đưa Tô Yên đi không, mau đưa cô ấy ra đây. Không có, lúc đối mặt với mấy ông lớn đây, Chu An vẫn rất muốn sống sót, tôi còn không có gặp qua Tô Yên, tôi bắt cóc cô ấy làm gì. Anh rể, bớt nói nhảm với anh ta, trực tiếp tìm người thôi. Lâu Doanh đi thẳng vào nhà tìm người, cùng Bạch Phi Minh lật tung cả ngôi nhà lên. Chu An nói, Tô Yên thật sự không có ở đây, đại ca Lục, Tô Yên là vợ của anh. Địa sát chúng tôi làm sao dám chống đối với ám giả. Hơn nữa, Tô Yên là con gái của đại ca Tần, vậy thì chính là cô chủ của địa sát, đại ca Tần có ơn với tôi, sao tôi có thể lấy oán báo ơn được. Lời này có quỷ mới tin. Lục Cận Phong trực tiếp nắm cổ áo Chu An, cho anh một cơ hội cuối cùng, Tô Yên đang ở đâu. Đại ca Lục, tôi thật sự không biết, hôm nay tôi còn chưa gặp qua cô ấy mà, tôi vẫn luôn ở trong homestay này, chưa từng ra ngoài. Đàn em của Chu An cũng nói, chúng tôi thật sự không có bắt cóc Tô Yên, đại ca của chúng tôi nói không sai, anh ấy vẫn luôn ở trong này. Lục Cận Phong không muốn lãng phí thời gian, bỏ lại một câu, Tần Nhã Hân đã bị cảnh sát đưa đi rồi, lần này không ai cứu được cô ta đâu. Chu An vừa nghe thấy, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, đại ca Lục, tôi không nghe hiểu anh đang nói gì, mấy tháng trước cô chủ đã chôn thân trong biển lửa rồi, sao lại bị cảnh sát đưa đi được. Lãnh Phùng nói, bao che tội phạm, một khi bị điều tra ra thì cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Chu An vẫn nói câu đó, tôi nghe không hiểu, địa sát chúng tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, chưa từng đụng vào chuyện phạm pháp, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận sự điều tra của đội trưởng Lãnh bất kỳ lúc nào. Lục Cận Phong buông Chu An ra, tìm Tô Yên quan trọng hơn, Chu An không có gan ra tay với Tô Yên. Mấy người đang định rời đi, Lãnh Phùng nhận được điện thoại, sắc mặt thay đổi, cái gì? Ai đã đưa Tần Nhã Hân đi? Chương 519, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bắt tay hành động. Chu An vẫn đang ở đây, vậy thì ai đã đi cứu Tần Nhã Hân? Cứu người từ trong tay của cảnh sát là một việc liều mạng, mang tội tấn công cảnh sát đó. Lục Cận Phong ý thức được còn có người đang âm thầm dõi theo bọn họ. Nhưng người này là ai, tạm thời vẫn chưa rõ. Mục đích là gì, cũng chưa rõ. Chu An nghe thấy có người đã cứu Tần Nhã Hân đi. Cũng rất ngạc nhiên, anh ta vừa biết Tần Nhã Hân bị cảnh sát bắt, còn chưa kịp hành động, ai lại có lòng tốt mà đi cứu Tần Nhã Hân như vậy. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, Lãnh Phùng gặp đồng nghiệp, làm rõ đại khái sự việc. Trên đường áp giải Tần Nhã Hân về đế đô, một chiếc xe van chạy với tốc độ nhanh đã đụng vào khiến chiếc xe bị lật ngửa, mấy cảnh sát áp giải Tần Nhã Hân đều bị hôn mê ngay tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì đã không còn thấy Tần Nhã Hân đâu nữa. Cách thức cứu người bạo lực như vậy. Sao trông không hề giống như đang cứu người thế này? Lục Cận Phong và Lãnh Phùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều có cùng một suy nghĩ. Lâu Doanh nói, mấy người đều bị đụng đến hôn mê, Tần Nhã Hân thì đang mang thai, nếu bị đụng như vậy thì còn gì nữa, đây đâu phải là cứu người, rõ ràng là giết người mà. Tô Yên và Tần Nhã Hân trước sau mất tích, hơn nữa đều kỳ lạ như vậy, trong này chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ loại trừ đi hiềm nghi của Chu An. Vậy thì chỉ còn lại người của Vương Bài thôi. Bạch Phi Minh hỏi, hay là tôi và Lâu Doanh về chỗ Thiên Lang cũ một chuyến để thăm dò tin tức. Lục Cận Phong nói, được, Bạch Phi Minh, bây giờ cô và Lâu Doanh bắt tay vào hành động ngay, không còn thời gian nữa.
không phải là không còn thời gian, mà là thời gian đã qua rồi. Bây giờ đã qua 12 tiếng rồi. Lâu Doanh cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, nói, anh dễ yên tâm, trong tay tôi có cầm theo thuốc, nếu tìm được chị, tôi sẽ đưa thuốc cho chị ấy ngay. Đã qua thời gian rồi, mọi người cũng không biết sau khi tiêm thuốc vào có còn tác dụng hay không. Trong lòng Lục Cận Phong nóng nảy, anh hối hận vì đã không để Tô Yên đi cùng với mình. Mọi người chia nhau hành động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong chớp mắt, sắc trời đã tối đi. Sắc mặt của Lục Cận Phong cũng rất khó coi, Hạ Phi gọi điện thoại đến, cha ơi, có phải mẹ đã xảy ra chuyện rồi không? Hạ Phi đang huấn luyện trên đảo phát hiện sự khác thường của ám dạ, gần đây đâu có nhiệm vụ gì, nhưng người của cả ám dạ đều đang hành động. Lúc này Hạ Vũ lại bị điều đến Châu Phi rồi, sau khi Sa Thành Nghị rời khỏi đảo cũng chưa quay lại, Hạ Phi lo lắng, tìm đến bộ phận tin tức hỏi, mới biết rằng Tô Yên xảy ra chuyện rồi. Hàng mày Lục Cận Phong lạnh lẽo, mẹ con sẽ không sao đâu, con và em trai ngoan ngoãn ở trên đảo đi. Cha ơi, có tin của mẹ thì lập tức nói với con nhé. Ừm, hai cha con nói ngắn gọn rồi cúp máy. Hạ Vũ Mặc vô cùng lo lắng, nói anh à, chúng ta đi tìm mẹ đi, trong lòng em sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện, sau này sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Hạ Phi cũng rất lo lắng, thế trận lớn thế này, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Em trai, em đi thu dọn đồ đạc, đưa thứ kia theo, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Hạ Vũ Mặc cũng không phải là người thích ngồi yên chờ tin. Hai người đã ở trên đảo huấn luyện mấy tháng, muốn tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề. Được, Hạ Vũ Mặc nhanh chóng đi thu dọn đồ. Sau khi hai anh em thu dọn xong, chuẩn bị lén lút ra khỏi đảo, vừa bước lên thuyền, áo của Hạ Phi đã bị cái gì đó kéo lại. Phía sau truyền đến giọng nói trẻ con, anh Phi. Hai anh muốn đi đâu vậy, em cũng muốn đi. Là Kawaii. Kawaii mặc váy xòe màu vàng, quả thật là đáng yêu chết người. Trở về ngủ đi, nửa đêm nửa hôm, em chạy ra đây làm gì? Hạ Phi cố tình nghiêm mặt, nói anh và em trai của anh đi huấn luyện, em đi theo làm gì? Anh Phi gạt em, Kawaii chọc vào ba lô của hai người, hai anh muốn lén trốn ra ngoài, nếu hai anh không dẫn em theo em sẽ hét lớn lên, gọi sư phụ Tiết đến. Nói xong, Kawaii muốn hét lên, Hạ Phi lập tức che miệng cô bé lại, đừng hét, con gái tụi em thật là phiền phức, lên thuyền đi. Ngoài miệng thì chê bai, nhưng động tác đưa tay ra kéo Kawaii lên thuyền của Hạ Phi lại rất lưu loát. Hạ Vũ Mặc thở dài, giọng điệu như ông cụ non, hai, con gái trời sinh là phiền phức như vậy, không phân biệt tuổi tác. Hạ Phi chừng Hạ Vũ Mặc một cái, lái thuyền đi. Hạ Phi càng ngày càng giống Lục Cận Phong. Giọng điệu và ánh mắt đều vô cùng giống. Bây giờ hai anh em ngoại trừ máy bay và đại bác, thì dù là phương tiện giao thông gì cũng biết lái thuyền chỉ là chuyện nhỏ. Bình thường hai anh em đều huấn luyện ở trên biển, học lái các loại phương tiện di chuyển trên biển là điều cơ bản nhất. Hạ Vũ Mặc lái thuyền, Hạ Phi ngồi bên trong con thuyền, lấy máy tính ra, hai tay gõ như bay trên bàn phím, trên màn hình xuất hiện từng dãy mật mã. Vẻ mặt Kawaii sùng bái, anh Phi giỏi quá đi. Hạ Vũ Mặc bĩu môi, anh của anh làm gì em cũng nói giỏi, thật là giỏi nịnh nọt. Hạ Vũ Mặc có cảm giác bị giành mất anh trai, vô cùng ghen tức, lúc ở trên đảo, cậu bé đã thường xuyên đấu võ mồm với Kawaii. Kawaii trước giờ không biết khóc, Hạ Vũ Mặc chọc tức cô bé, từ đầu đến cuối cô bé đều híp mắt cười, anh Phi vốn dĩ là rất giỏi mà. Lúc Kawaii cười lên trông vô cùng xinh đẹp, nụ cười rất chữa lành, lại dễ thương. Vì vậy Kawaii chính là người được chiều chuộng nhất trên cả hòn đảo này. Hạ Vũ Mặc nói, đó là anh trai của anh, em muốn có anh trai thì tìm cha mẹ của em sinh đi. Lần này Kawaii không cười nổi nữa, đôi mắt long lanh cũng cụp xuống, nhỏ giọng nói một câu, em không có cha mẹ. Kawaii là cô nhi, trước kia Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng từng là cô nhi, nên rất hiểu rõ cảm giác này. Hạ Phi nhíu mày, em trai, xin lỗi mau. Hạ Vũ Mặc cũng biết lời nói vừa rồi của mình quá đáng, không tình nguyện nói, xin lỗi. Kawaii cười lắc đầu, không sao đâu, anh Mặc. Em đừng có gọi anh là anh Mặc. Hạ Vũ Mặc làm động tác nổi da gà một cách nghịch ngợm, nghe đến da gà của anh cũng nổi lên hết rồi. Kawaii bị chọc cười. Ba người rời khỏi đảo, muốn đến thành cổ với tốc độ nhanh nhất thì phải ngồi máy bay nữa. Bây giờ chuyến bay sớm nhất đến thành cổ phải đợi đến sáng ngày mai. Hạ Vũ Mặc nói, anh trai, chúng ta lái máy bay đi.
Hạ Phi nhìn cậu bé một cái, em biết lái sao? Còn chưa học mà. Mà cho dù biết lái thì cũng không có máy bay để lái. Hạ Phi nhìn thời gian, và cả Kawaii đang buồn ngủ rã rời, tìm chỗ dừng chân trước, ngày mai rồi đến thành cổ. Nửa đêm canh ba, ba đứa nhỏ muốn thuê khách sạn, làm gì có khách sạn nào dám nhận. Hạ Vũ mặc giàu có và hống hách lấy một sấp tiền từ trong ba lô ra, chúng tôi chỉ ở một đêm, nếu ông chủ không muốn mối làm ăn này, chúng tôi đi chỗ khác vậy. Ông chủ liếc nhìn ba lô một cái, trông có vẻ là có không ít đồ tốt ở trong đó. Được được được, tôi cho ba người thuê một phòng, đăng ký trước đã. Trong ba lô có tiền, rất dễ khiến người khác chú ý. Sau nửa đêm, Hạ Vũ Mặc và Kawaii đều ngủ rồi, tính cảnh giác của Hạ Phi rất cao, khi cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lập tức mở mắt ra. Hạ Vũ Mặc cũng nghe thấy tiếng động, mở mắt ra sau Hạ Phi vài giây. Anh trai! Xuyệt, Hạ Phi làm động tác im lặng, hai anh em ăn ý phối hợp, một trái một phải trốn sau cánh cửa. Cửa bị khẽ đẩy ra, một người đàn ông lén lút đi vào, chính là ông chủ khách sạn đã đăng ký cho hai anh em thuê phòng trước đó. Ông chủ khách sạn vừa bước vào, hai anh em đã lập tức chào hỏi ông ta bằng mấy cú đá, sau đó dùng dây thừng trói ông ta trên ghế, dán băng keo lên miệng, động tác liền mạch lưu loát. Chương 520, Tần Nhã Hân sắp sinh con. Ông chủ khách sạn cũng ngây ngốc cả rồi. Ông ta là muốn vào trộm ít đồ, nào ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị hai đứa bé trừng trị rồi. Miệng cũng bị băng dính dán lại, ông chủ khách sạn còn không phát ra được một lời nào. Chỉ biết phát ra mấy tiếng ưm a. Kawaii trở mình, Hạ Phi lòng cảm thấy sốt sắng, sau đó vả một cái lên trên gáy của ông chủ khách sạn, không được phép lên tiếng, cô ấy mà bị đánh thức, hai anh em bọn tôi sẽ cho ông biết tay. Kawaii xoay người ngủ tiếp, Hạ Vũ Mặc nhìn ông chủ khách sạn, lại quay sang hỏi Hạ Phi, anh, giờ xử lý như nào đây? Đưa tới đồn cảnh sát đi. Tìm mẹ quan trọng hơn, đừng để gây thêm rắc rối. Kinh động tới cảnh sát, ba người họ cũng sẽ bị kéo đi cho lời khai, như vậy thì làm chậm trễ thời gian. Nghe anh Tất, Hạ Vũ Mặc liếc ra bên ngoài cửa sổ, anh, em nhớ mẹ quá. Từ sau khi nhận nhau, đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Mặc cách xa Tô Yên lâu đến như vậy. Hạ Phi sao lại không nhớ chứ? Trời sẽ mau sáng thôi, sáng sớm chúng ta sẽ xuất phát đi tìm mẹ. Xung quanh thành cổ bốn bề đều là núi. Là một tòa thành nhỏ nhưng vì vị trí địa lý đặc thù nên tòa thành nhỏ này rất nổi tiếng, là danh lam thắng cảnh chứ danh toàn quốc, mỗi năm đều có mấy triệu du khách ghé thăm. Ngoại trừ thành cổ, rừng núi xung quanh đều rất rậm rạp cằn cỗi, mọc giữa sườn núi là lác đác vài căn nhà dân, còn lại là dùng núi nối tiếp nhau trải dài bất tận. Cho dù có lái xe cũng phải mất 5, 6 tiếng mới có thể đi ra ngoài. Vào lúc này ở một đỉnh núi nào đó, nhờ tạo tác của thiên nhiên nên bên dưới chỗ tảng đá lớn trên đỉnh núi hình thành một hang núi, không gian bên trong không lớn, chỉ tầm 4 đến 50 mét vuông. Bên trong hang động thỉnh thoảng nghe tiếng truyền ra, mà ở trên mặt đất có hai người đang nằm đó, chính là Tô Yên và Tần Nhã Hân. Tô Yên dần dần tỉnh lại, phát hiện tay chân của mình đều bị trói, mà bản thân cô thì lại đang nằm trong một hang động, ký ức trước khi ngất xỉu dần tìm tới. Cô nhớ ra lúc nghe Lục Cận Phong nói quay đi tìm đám người Lâu Doanh và Sa Thành Nghị, lúc đi vào trong con hẻm nhỏ đã có người ở phía sau đánh thuốc mê cô. Tô Yên thậm chí còn không nhìn thấy được là ai, cũng không biết được hiện tại mình đang ở nơi nào. Đầu óc có chút mơ hồ, một cảm giác mệt mỏi dã rời lan truyền khắp cả người giống như bị bỏ đói rất lâu, đến mức như sắp ngất xỉu vậy. Bên trong hang động có ánh lửa, cháy hừng hực, tiếng củi tí tách vang lên chắc hẳn vừa mới nhóm không quá lâu. Tầm mắt Tô Yên chú ý tới Tần Nhã Hân nằm trên đất, trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Sao Tần Nhã Hân lại ở đây? Trên trán người kia còn dính rất nhiều máu đều đã khô bết lại rồi, tay chân cũng bị trói giống như cô. Không phải Tần Nhã Hân đi theo Lục Cận Phong sao? Ngay lúc này, không phải người này nên bị Lục Cận Phong bắt giữ hay sao? Sao cô lại có thể bị trói cùng với Tần Nhã Hân ở đây được chứ? Trong lòng Tô Yên đang có 1000 câu hỏi. Cô khẽ nhích người dùng chân đạp Tần Nhã Hân, cố gắng đánh thức người kia, Tần Nhã Hân, tỉnh dậy đi, Tần Nhã Hân. Tô Yên gọi vài tiếng, Tần Nhã Hân mới tỉnh lại, nhìn thấy cô người kia cũng rất kinh ngạc. Sao tao lại ở đây? Tại sao cô lại ở đây? Đây là chỗ nào? Tô Yên. Cô hỏi tôi hỏi ai đây? Tô Yên hỏi, cô có biết là ai đã trói cô không? Tần Nhã Hân cẩn thận nhớ lại rồi nói, lúc đó cảnh sát áp giải tao về đế đô.
rồi sau đó có một chiếc xe van đột nhiên xông tới tông thẳng vào xe bọn tao, sau đó tao ngất xỉu, rồi không biết gì nữa. Từ trong lời nói của Tần Nhã Hân, Tô Yên mới biết cảnh sát đã bắt người này rồi, nếu vậy thì là ai cả gan như vậy lại dám cướp người từ tay của cảnh sát chứ? Chu An là người đầu tiên được Tô Yên loại bỏ, bởi nếu như là Chu An thì Tần Nhã Hân sẽ không bị trói chật vật ở chỗ này như vậy. Đầu của Tần Nhã Hân hiện còn đang rất đau, lúc bị tông xe do theo quán tính nên đầu của cô ta va vào cửa kính xe rồi ngất xỉu. Tần Nhã Hân căm phẫn nhìn Tô Yên, là mày dở trò chứ gì? Tô Yên, nhất định là mày với Lục Cận Phong liên kết lại diễn kịch đúng không? Tụi bây muốn đánh chết tao để báo thù thay cho Trần Tố Anh. Sốt cuộc là ai vẫn luôn diễn kịch? Tô Yên cười lạnh, Tần Nhã Hân, lười trời tuy thưa mà khó thoát, cô cho rằng bản thân cô có thể thâu tóm toàn bộ sẽ có thể tránh được sự trừng trị của pháp luật sao? Tô Yên, tao rơi tới bước đường như hôm nay cũng đều do mày hại, là mày cướp Lục Cận Phong. Con đàn bà đê tiện nhà mày, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tần Nhã Hân phát cuồng lên giống như kẻ điên, tay chân bị trói nhưng vẫn không chịu nằm im, cứ vùng vẫy muốn tấn công Tô Yên. Tần Nhã Hân vừa mới ngọ nguậy đấu tranh với mấy sợi dây thường lại bỗng cảm nhận được một dòng nước nóng từ bên dưới thân tuôn ra, dọa cô ta ngây ngốc vài giây. Tô Yên mới thoáng nhìn thấy bên dưới của người kia đều đã ướt sũng rồi, sợ đến tè ra quần rồi à? Mày mới tè đó, chắc là vỡ nước ối rồi. Trong lòng Tần Nhã Hân vô cùng hoảng sợ, nếu như vậy thì cô ta là sinh non rồi, trong tình huống như này mà sinh non thì nói không chừng là một xác hai mạng mất. Tô Yên có kinh nghiệm sinh con. Đương nhiên cũng biết là vỡ nước ối nhưng cố ý muốn trêu chọc Tần Nhã Hân. Tốt nhất là cô nên tiết kiệm sức lực để dùng lát nữa sinh con đi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước, có người sinh con đến mấy ngày mấy đêm đều chưa sinh xong, còn có trường hợp chết luôn trong lúc sinh nữa. Nếu như cô cứ cử động thì nước ối chảy khô hết, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé. Tao có bao giờ sinh con đâu, vậy bây giờ tao phải làm sao đây? Tần Nhã Hân bất lực rồi. Tô Yên cạn lời. Không phải là tôi vừa mới nói đó sao, cô nằm yên đừng có nhúc nhích. Tần Nhã Hân nằm ngay ngắn trở lại, thật sự là không dám cử động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.